Em chia sẻ like cho các bác nha, chia sẻ rất là nhiều dòng lan miễn phí cho các bác của em sưu tầm nha. Bác nào yêu thương được dòng lan gì thì cứ việc comment ủng hộ dùm nhiều của em Trâm nha. Hello, xin chào các bác đang coi bài like, xin các bạn like dùm nhiều của em Trâm ạ. Xin chào toàn thể các cô, các chú, các anh chị yêu lan trong mọi miền tổ quốc nha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trâm, em ở Lâm Đồng. Số điện thoại của nhà của em Trâm là 0352060869 ạ. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác là đen rô 6 mắt, rồi hoàng hậu xanh, tất cả các dòng lan nụ rất là đẹp luôn. Các anh chị đang sưu tầm là mang điện thoại của nhà của em Trâm nhé. Có sơn thủy tiên mắt đen luôn các anh chị ơi, có kiều tím điện tử. Anh chị nào thích sưu tầm dòng lan gì, các anh chị cứ việc comment ủng hộ dùng nhiều của em Trâm nha. Hello, xin chào cả nhà có bài like, chấm bài like dùm nhiều của em Trâm phát anh chị nha. Chấm like, tương tác bài like dùm nhiều của em phát đi anh chị ơi. Chờ đông đông các bác vô coi anh chị nha. Chờ đông đông cả nhà vô coi nha. Cả nhà ơi, cả nhà có bài like, tương tác bài like dùm nhiều của em ạ. Chào cả nhà nha, cả nhà ơi, cả nhà có bài like, tương tác bài like đông đông lên cho nhà của em Trâm với anh chị nha. Hello, xin chào toàn thể các cô, các chú, các anh chị yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Chào cả nhà nha, cả nhà ơi, hôm nay em sẽ lên cái mặt hoa đen rô dưa hấu cho các bác của em sưu tầm nha. Đây mặt hoa của em rô, viên rô 6 mắt này. Mời các bác ngắm hoa nhé. Ok, giờ bông rất là đẹp luôn nha. Em rô 6 mắt đây anh chị ơi. Các bác mua đông đông đi, em sẽ chia sẻ giống cho cả nhà nhé. Em rô 6 mắt ạ. Em sẽ tính đầu thân như thế này, em chia ra đây này. Cái này là tách ra thôi. Tách ra về cấy thì ổn ra. Đó, đen rô này. Em rô 6 mắt đi anh chị nhé, một chậu to đẹp như thế này. Ai mua chậu này thì em để cho các bác 1.4 một chậu nhé, em bao ship ạ. Đen rô 6 mắt nha. Chậu đẹp như thế này là 1.4 đi. Cái dòng đen rô 6 mắt cái này rất là nhiều thân ạ. Cái chậu này thì được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 13 thân. 13 thân mà 1.4 tính ra cũng đâu có mắc đâu các bác đâu nhé. 13 thân mà 1.4 thì tính ra không mắc nhé. Ai chốt được đơn đen rô dưa hấu, đơn này chốt cho em mã số 1 nha. Quay lên xin lỗi đen rô 6 mắt nha. 1.4 đơn này em hỗ trợ bao ship nhanh. Ai chốt được đơn này chốt cho nhà vườn em chân là 1.4. Đơn này 140 thôi. Đen rô 6 mắt dùm em. Chậu này chậu to, chậu rất là đẹp luôn. Anh chị nào siêu tầm tàu lan thì ủng hộ dùm em. Em ơi đưa cho chị mấy cái chậu lan đấy, chị bán nào. Hoàng hậu xanh.
Rồi em lên mã số 2 cho toàn thể các bác sưu tầm là hoàng hậu xanh nha. Các bác ơi, các bác online chúng ta phải like đông đông lên cho nhà vườn em Trâm nhé. Hoàng hậu xanh này chỗ này đang có vài bông nụ đẹp chưa? Em bán đơn này cho các bác 320k, đơn này em bao ship nhanh nhé. Chỗ này thì có một vài bông, bác nào thích chơi chỗ to hơn em sẽ lên chỗ to hơn ạ. Mã số 2 rồi em ạ, hoàng hậu xanh, em bán đơn này cho các bác là 230k, em bao ship nhanh đơn này. Cô chú anh chị nào chốt được đơn hoàng hậu xanh này lên đơn hoàng hậu xanh này giùm em ạ, 320 em bao ship nhanh nhé. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này giùm em ạ, 320 đơn này em bao ship nhanh. Hoàng hậu xanh cây rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Ai yêu thương được đơn hoàng hậu xanh thì lên đơn hoàng hậu xanh này giùm em Trâm nhé. Cây cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh như cả nhà của em sưu tầm. Cả nhà chốt được đơn này thì chốt cho em ạ, 320 đơn này em hỗ trợ bao ship nhanh các bác nhạc. Ở các bác online thì chỉ khó thông tác bài live dùng kèm của em phát nè, đúng ạ, 320 đơn này. Các bác ơi, bác nào đang thấy em like ấy thì cả nhà cố gắng là cả nhà comment bài dùng em nhé, để cho em biết để em lên cây cho các bác nha. Thật nói thật sự luôn nha, để em biết để em lên cây cho cả nhà chứ không phải vấn đề gì ấy, anh chị ơi. Để em biết em lên mặt hàng cho các bác nữa chứ. Chứ nhiều khi là các bác cứ ngồi im ru là em không biết mặt hàng gì lên đâu với cả nhà nhé. Em có cáo này, có quế này, có kiều, có rất là nhiều dòng lan. Anh chị nào chưa tờ dòng lan gì, anh chị cũng được công mật ủng hộ giùm em nhé. Đây em sẽ nói nai chậm lại cho các bác nghe cho rõ như cả nhà nhé. Tại vì em đang bị đau họng một xíu nên em sẽ nói nhỏ cho các bác nghe nha. Các bác nghe có rõ không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà nghe có rõ không cả nhà ơi? Cô chú anh chị yêu thương ở dòng lan gì thì cả nhà có mà ủng hộ giùm em Trâm để em Trâm biết đường lên nha. Các bác ơi, các bác coi like của em tương tác bài like giùm em Trâm phát ạ. Trời ơi, con like mà không tương tác vậy. Chào bác Trịnh Đằng Đại, em chào bác Trịnh Đằng Đại nhé. Chào bác ạ. Cảm ơn bác đã tương tác bài like đầu tiên nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn bác nha. Bác nào coi like của em Trâm chấm bài cho em đi ạ. Tí nữa các bác vô coi càng đông thì em sẽ lên đen rô 6 mắt, em chia sẻ like cho các bác nha. Các bác lên càng đông thì em sẽ lên chia sẻ like cho các bác nha. Đây rất là đẹp luôn. Ai thích sưu tầm mặt đen hoa đen rô 6 mắt thì các bác comment lên ủng hộ, comment dùng em Trâm để em Trâm biết đường em lên nha. Các cô, các chú, anh chị ơi, anh chị nào thích siêu tầm cái mặt hoa đen rô 6 mắt thì cả nhà comment lên giùm em để em biết đường nha. Ai thích siêu tầm cái mặt hoa đen rô 6 mắt thì các bác comment lên, comment càng nhiều em sẽ bán, em chia sẻ cho các bác nha. Chậu 13 đầu thân mà có giá bao nhiêu đâu, có giá là triệu tư à, giá rất là rẻ rồi. Ai chốt được đơn nào thì lên đơn. Em chào bác Tránh Nguyễn, chào toàn thể cả nhà. Em xin kính chào toàn thể các cô, các chú, anh chị yêu lan trên mọi miền Tổ quốc nha. Em xin tự giới thiệu em là Trâm, em ở Lâm Đồng anh chị ơi. Hello các bác ơi, bác nào thích mặt hoa gì thì comment dùm em Trâm nha. Trời ơi. Cả nhà ơi, cả nhà thích mặt hoa gì? À, 6 mắt đâu em, đây anh ơi, 6 mắt đây ạ. Đen rô 6 mắt anh chị ơi nha. Em lên cho các bác đen rô 6 mắt này. Ủa Phương ơi, xem cái ổ cắm điện này sao nó không vô pin vậy. Thế này vừa rớt này hỏng bố cục sạc cũng thì hay. Em lên mặt đen rô 6 mắt đây này anh chị ơi, cây rất là đẹp như thế này này. Đen rô 6 mắt đơn này anh chị nào chút được đơn này chút cho nhà của em Trâm ạ. Mặt hoa đâu hả? Em vừa like rồi anh ơi. Anh Chảnh Nguyễn ơi, cái mặt hoa em vừa like rồi nhá.
chậu này em bán cho các bác 1,4 triệu nguyên một chậu ạ. Còn bác nào thích em test không này? Bác nào thích mua giống không? Mua giống, cái chậu này là được 13 thân ạ. Em này là được 13 thân đấy chị nhá. Dendro 6 mắt dùng em ạ, cây rất là đẹp luôn. Hoa, hoa rất là đẹp luôn. Bác chị Nguyễn ơi, xin em gửi bằng hoa cho anh xem nhé. Đây đây này anh chị này, Dendro 6 mắt chậu này là 1,4 triệu nhá. Anh chị nào chốt được nguyên chậu này thì chốt nha. Còn không thì tí nữa anh chị mình hô đông đông đi. Các bác thích bài like dùm em đông đông đi. Tí nữa em chia sẻ giống cho cả nhà nhé. Tí nữa em cứ tách ra một thân như thế này, em bán cho các bác 150 một thân nha. Dendro 6 mắt đơn này em bán cho cả nhà 150 một thân ạ. Sao không nghe thấy tiếng ạ anh ơi? Nghe thấy tiếng chưa bác Văn Dũng Nguyễn ơi? Cảm ơn bác đã nhắc em nhé. Vừa nãy nó tắt đi rồi, xong nó tắt cái nút thu âm ấy, nên là không nghe thấy nha. Dạ anh Dậu Nghiêm ơi, ngày mai em gửi đơn cho anh nhé. Sáng nay em cứ đi đơn mà em kêu anh là cho em địa chỉ, tới lúc chiều anh mới gửi đơn, gửi địa chỉ thì sáng mai em sẽ đi đơn luôn cho anh nhé. Sáng mai đơn sẽ đi nhé. Nên đo 6 mắt như thế này chị nhé. Một thân như thế này em bán cho các bác bao nhiêu ạ? 150.000 một thân nhé. 150 một thân. Nên đo 6 mắt, anh chị nào chốt được thân nào thì chốt nhé. Đấy, bác mua về làm giống thì các bác sẽ tranh thủ là mình hãy mua thân già. Thân già thì về mình cắt giống được nhiều hơn. Ok không ạ? Ok, nghe rõ rồi. Dạ cán hơn anh trai ạ. Ai mà chưa biết mặt bông 6 mắt thì các bác có thể comment lên để em lấy mặt bông cho nha. Xíu em lấy mặt bông cho. Em ơi, lấy cho chị cái điện thoại của em đưa chị lấy mặt bông. Đưa mấy cái chỗ kiều vô đây chị bán thẻ cho các bác nào. Kiều ấy. Rồi lên đây này đi chị ơi này. Đen rô ốc ạ. Anh chị nào chốt được đen rô ốc chỗ này chốt cho em ạ. 100 đơn này ạ. Đen rô ốc nhá. 100 có cho một chỗ đen rô ốc này ạ. Chỗ này rất là đẹp luôn nha. Rất là nhiều thân ạ. 100 chỗ đen rô ốc này. Mã này là mã số 3 dùm em ạ. Anh chị nào chốt được đơn này thì chốt cho em chân mã số 3 nhé. Đen rô ốc ạ. Cây rất là rẻ, rất là đẹp luôn nha. Anh chị nào chốt được đen rô ốc đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. Cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn ạ. Đen rô ốc nha. Ai yêu thương được đen rô ốc đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. Đơn này em bán cho cả nhà giá bao nhiêu đây ạ? Đơn này 100 nha, đen rô ốc dùm em ạ, 100 ạ. Ok, cả năm bác Dậu Nguyễn đây này, em lên mặt hoa của em. Em đen rô 6 mắt cho chị, anh chị nha. Đây mặt hoa em đen rô 6 mắt đây này, ở bên tam giác đỏ đây anh chị thấy rõ không ạ? Đây nhé, em đang like trên tâm rất đỏ đi. Đói, mời các bác bấm mắt hoa Dendro. Dendro 6 mắt nha, hình đại diện của em là bên kênh Vườn Lan Đồng Trâm á. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây ạ, mặt hoa em Dendro 6 mắt đấy anh chị nhé. Các bác nhìn rõ mặt hoa chưa ạ? Cả nhà nhìn rõ mặt hoa giùm em Trâm chưa ạ? Đó, anh chị nào sưu tầm dòng lan gì thì lên đơn đấy giúp em Trâm nha. Chào bác Linh Nguyễn. Cảm ơn bác Linh Nguyễn đã tương tác bài giúp em nhé. cứ khen xinh xinh là cảm ơn thổ mất mũi rồi bác ơi. Rồi, em lên cho các bác này. Một chậu đen rô nhé. Đen rô này nè, đen rô tím. Tím V3 giúp em ạ. Đen rô tím V3 nhé. Chậu này nè, đen rô tím V3 này đang có một cái nụ này này. Ok chưa? Đang có cái nụ này rất là xinh luôn. Chỗ này 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 thân. Đây tổng là 16 thân anh chị ơi, đen rô tím ạ, 16 thân ạ. Dạ Hà Linh ơi, có sơn thủy tiên mắt đen anh ơi. Em có sơn thủy tiên mắt đen nhé. Phương chạy lên vừa lấy chậu sơn thủy tiên mắt đen cho chị. Cái chậu có nụ luôn, có hoa. Rồi đơn này anh chị nào chốt được đơn này chốt cho anh nhà vườn em Trâm nào. Anh Hải Linh ơi đợi em xíu nha, em lên cho. Bác Hải Linh nha, đợi em xíu lên sơn thủy tiên mắt đen cho bác nhé.
Rồi em lên đơn này ạ. Một đơn Enro Xuân đẹp lung linh như thế này này. Có một cái nụ này đẹp ơi này đẹp luôn. Tím V3 giùm em ạ. Bông rất là xinh ạ. Ai chốt được đơn Enro tím V3 này thì chốt giùm em ạ. Đây Enro tím V3 giùm em nhé. Anh chị nào chốt được đơn Enro tím V3 này chốt cho em ạ. 150 đơn này em bao ship nhanh. Anh chị nhé, chọn Enro này này, nó đang có sưng mắt nụ nhé. Mắt nó đang sưng rất là nhiều, những thân gà này nó sưng mắt nụ này. Kỳ mầm gốc nó đang lên nhé. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. 150 đơn này em bao ship nhanh ạ. 150 cho một đơn Enro tím V3. Anh chị nào chốt được đơn Enro tím V3 này lên đơn ạ. Chọn này được tổng là 16 thân. Tím V3 dùm em nhé. Anh chị nào chốt được đơn tím V3 này lên đơn tím V3 này dùm em ạ. 150 em bao ship nhanh. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. Số 5 nhé các bác nhé. Ai chốt được đơn này thì lên dùm em là mã số 5. Em sẽ lên mã cho các bác dễ chốt nhé. Đơn này vừa bán vừa tặng này, mở hàng đầu like nào. Anh chị nào mở hàng đầu like cho em không ạ. 150 đơn này em bao ship nhanh. Enro tím V3 150 em bao ship nhanh nào. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. Mã số 5 nhé. Ai chốt được mã số 5 thì lên đơn mã chốt mã 5 dùm em nhé. Các bác nhé, chốt thể kèm mã để em cho em biết được em lên đơn nhé các bác nha. Cảm ơn các bác đã yêu thương ạ. Mã 5 dùm em nhé. Ai yêu thương được mã 5 lên đơn mã 5 nhé. Em lên mã khác cho các bác của em sưu tầm nhé. Các bác ơi, các bác sưu tầm đồng lan gì các bác có thể comment ủng hộ dùm em ạ. Ok cho 150 mã số 5 em bao ship nhanh luôn cho các bác. Cái giá rất là rẻ luôn rồi nhé. Rồi em lên tiếp theo là mã số 6 cho cả nhà mình. Mã nó hàng luôn nhé. Mã số 6 ạ. Một em Sơn Thủy Tiên ạ. Em xin lỗi, một đơn Hoàng Hậu Xanh đang ngủ ạ. Anh chị nào chốt được đơn sơn Hoàng Hậu Xanh đang nụ rất là nhiều thân như thế này, anh chị em vào cái vòi bông nụ này này. Tất nhiên là nó sẽ nở trước cho các bác một vòi bông này nhé. Mấy cái mắt bên này á thì một tháng cũng có khả năng là nó sẽ ra nụ cho các bác tiếp nhé. Nên anh chị nào chơi được cái chậu Hoàng Hậu Xanh này thì chốt này, cái chậu này được 5 tép và cây của nó rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đơn Hoàng Hậu Xanh này chốt dùm nhà vườn em Trâm, đơn này là 230, em bao ship nhanh ạ. Hoàng Hậu Xanh 230 nhé. Cây rất là rẻ, cây rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùng em ạ. 230 em bao ship nhanh. Sơn Thủy Tiên họng đen hay họng nâu em? Anh Sơn 1669 đó. Em có Sơn Thủy Tiên họng nâu, có Sơn Thủy Tiên họng đen. Anh chị thích chơi giọng họng gì cũng có nhé. Anh chị muốn cho cần dòng lan gì thì anh chị cứ việc comment dùng em ạ. Sơn Thủy Tiên họng đen thì đợi em một xíu nhé, em lên vườn trên em lấy nhé. Tại vì cái khâu chuẩn bị nó cũng hơi lâu một xíu nên là các bác cứ ngồi coi like đi. Em sẽ lên chia sẻ rất là nhiều dòng hoa đẹp đẽ cho các bác của em sưu tầm này. Rồi em Kiều Vuông Lộc Bắc này, cây đẹp lung linh, xinh lung linh như thế này anh chị ơi. Giá này mà không chốt thì không biết mua gì anh chị nhé. Kiều Vuông Lộc Bắc đây ạ, cây rất là đẹp như thế này. Ai chốt được đơn Kiều Vuông Lộc Bắc này, em chào anh Tú Phạm Năng. Cảm ơn anh Tú Phạm Năng đã coi em trong like nhá. Đấy, anh Tú Phạm Năng ơi, hôm nay có đen rô 6 mắt này, anh có yêu thương được thì ủng hộ em trong đơn nhá. Rồi đơn này nào, ai chốt được đơn này thì chốt cho em Trâm ạ. Đơn này là đơn Kiều Vuông Lộc Bắc nhá, cây rất là đẹp như thế này. Em bán mã số 7 cho các bác. 139 đơn này, anh chị nào chốt được đơn mã số 7 này chốt cho em 139 ạ. Kiều Vuông Lộc Bắc là hoa trắng họng vàng nhá. Dạ rồi ok anh Sơn, đợi em xíu Sơn em lên luôn ạ. Ai chốt được đơn này lên đơn này dùm em ạ. Đơn này em bán cho cả nhà giá bao nhiêu? Đơn này nhá, 139 đơn Kiều Vuông Lộc Bắc này. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em mã số 7 ạ. Đưa chuyện mấy cái chậu Sơn Thủy Tiên đây cho chị đưa mà sao không đưa gần vô mà phải xa xa đâu vậy. Đây Sơn Thủy Tiên mắt đen anh chị ơi này. Ok chưa? Các bác nhìn họng này, đẹp chưa? Cả nhà nhìn họng dùm em nhé, Sơn Thủy Tiên mắt đen nhé. Đây này, bác nào không tin tưởng thì bắt các bác mua cái cây như thế này về. Ok chưa cả nhà, thấy rõ họng chưa? Họng đen nha. Cả nhà nhìn rõ họng Sơn Thủy Tiên dùm em Trâm chưa? Ok chưa các bác ơi, Sơn Thủy Tiên mắt đen đây ạ. Cái này còn hoa nở sẵn luôn, nở về các bác xem chuẩn cây thì mình mua nhé. Chậu này ạ, chậu này thì được 2, 4, 6, 8, 10, 11 củ. Bình thường là 200.000 một thân anh chị nhé. Sơn Thủy Tiên mắt đen là 200.000 một thân, 11 củ. Đơn này em chỉ bán cho các bác 1 triệu mốt thôi. 1 triệu mốt đơn Sơn Thủy Tiên này nhé. Cây rất là đẹp luôn này. Đang có hoa luôn là Sơn Thủy Tiên mắt đen 1 triệu mốt ạ. Ai chốt được đơn Sơn Thủy Tiên mắt đen này chốt cho em 1 triệu mốt nhé. 11 củ ạ. Chỉ bán cho các bác 1 triệu mốt thôi.
Bình thường một đơn sơn thủy tiên mắt đen đẹp như thế này này, người ta phải bán cho các bác bao nhiêu ạ? 200.000 một thân, 11 thân là 2 triệu 2 ấy. Nhưng mà em chỉ bán đơn này cho các bác 1 triệu 1. Nó đang lên được 1, 2, 3. Úi trời ơi, đang đẹp được 3 mầm gốc rồi các bác ơi, đẹp lắm luôn rồi này. Cây này cây củ to, cây rất là đẹp nha. Ai anh chị nào chốt được đơn sơn thủy tiên mắt đen này chốt giùm em ạ. Mới mua 1 triệu mất tiêu rồi ạ. Ok anh, tùy bác thôi đúng không anh Trúc? Đẹp, mời các bác ngắm hoa nha. Hoa rất là đẹp, sơn thủy tiên mắt đen đây. Anh trai nào vừa hỏi em sơn thủy tiên ạ. Bác nào chốt được đơn này chốt nha. Cái giá như thế này nó cũng rất là rẻ rồi các bác ơi. Nếu mà tính ký là 1,5 triệu một ký, mà chỗ này cả ký rồi. Nên bán chỗ này cho các bác 1,1 triệu nha. Ai anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 1,1 triệu ạ. Mã này là mã số 8 dùm em ạ. Sơn thủy tiên mắt đen nha. Mã số 8, anh chị nào chốt được đơn mã số 8 thì lên đơn mã số 8 dùm em. Chỗ này thì đang lên được 3 màu gốc đẹp rồi nhá. Cái này mà để tới cuối năm mà bán thì em nói thật các bác là quá phê luôn á. Bây giờ là nhiều khi là các bác hỏi thì em mang ra em bán. Đó, chưa vài bữa nữa có mầm gốc đẹp thì giá nó phải cao hơn anh chị nhá. Đang lên được 3 mầm gốc rồi đó. Anh nào vừa hỏi em sơn thủy tiên nào. Anh trai Sơn ơi, anh có chốt được đơn này không anh Sơn ơi nè. Anh nào vừa hỏi sơn thủy tiên đây. Anh Sơn 1969 ơi, anh có chốt được không nào. Chào các bác nha, em chào anh Nguyễn Trung. Nhìn khá giống Hoàng Lạp nhưng mà đẹp hơn Hoàng Lạp nhiều. Anh ơi, Hoàng Lạp làm gì có Hoàng Lạp mà hồng. Mắt đen thôi anh chị ơi nhé. Đây sơn thủy tiên mắt đen giúp em châm ạ. Trời ơi anh ơi, em là phải nhập giống á. Em phải đi nhập giống và em thuần với các bác ạ. Em không nói đi đâu các bác, em đi nhập giống nó 1,5 triệu một chậu rồi, 1,5 triệu một ký. Mà em về em cắt đâu được bao nhiêu đâu nha. Em về em cắt thuần đâu được bao nhiêu đâu anh chị ơi. 1,5 triệu một ký, em mua là 10 ký. Đấy các bác cứ nhân lên 10 ký là bao nhiêu tiền. Ý là nói cây chứ sổ hoa ra là nhìn biết ngay. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh ạ. Tại cái dòng sơn thủy tiên này mình toàn lấy cái dòng sơn thủy tiên thân to không ấy. Nhưng người ta ấy sẽ lựa chọn lấy, sẽ lấy cái hàng nhỏ để thuần cho các bác nó rẻ hơn. Nhưng mà em lấy cây to nên giá của nó cao lắm. Mà chưa kể tiền cước vô nữa. Tiền cước vô để cũng mấy trăm nghìn đúng không? Cái gì cũng mất tiền các bác ạ. Nên bác nào trước được sơn thủy tiên mắt đen thì chốt nhé. Chỗ này 1,5 triệu ạ. Quên 1,1 triệu nhé. Sorry cả nhà, nói hơn lượng giá 1,1 triệu. Đó, bán tặng thôi. Bán tặng các bác thôi. Ai anh chị nào trước được đơn này chốt cho em 1,1 triệu. Giá rất là rẻ đẹp rồi. Em lên tiếp dòng nữa nha. Cả nhà muốn em lên dòng gì nữa thì comment giùm em ạ. Đây kiều vuông lục bắc này. Em lên một em kiều vuông lục bắc đẹp như. Nói chung là cây này làm giống về rất là ok nhé. Đây mặt hoa kiều vuông lục bắc đây anh chị ơi, cây rất là đẹp này. Anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lục bắc này chốt cho em mã số dâu 1 nhé. Em bán dâu 1 cho các bác 50k. Ai chốt được đơn kiều vuông lục bắc này chốt cho em dâu 1 50k. Cây rất là đẹp luôn này. Ai yêu thương được dâu 1 thì lên đơn dâu 1 giùm em. 50k cho đơn dâu 1 này. Anh chị nào chốt được dâu 1 thì lên đơn dâu 1 nhé. Đây ạ. Kiều vuông lục bắc anh chị ơi, cánh trắng hoặc vàng, hoa rất là đẹp, hoa rất là xinh luôn. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em mã số dâu 1 của em nhé. Rồi em lên tiếp theo cho các bác đơn nữa đi nào. Các bác xin cần dòng lan gì các bác comment ủng hộ giúp em châm nhé. Có hoàn thảo u lồi, có rất là nhiều dòng lan. Đây có một chỗ cát này, thương chỗ cát này để vài bữa nữa cho em châm đẹp em lên cho các bác em xả rẻ cho cả nhà nhé. Rồi dâu 2 giùm em đi ạ. Em lên dâu 2 hay chỗ kiều vuông lục bắc luôn đi. Đây dâu 2 hai em kiều vuông lục bắc đẹp lung linh như thế này. Ai mua được dâu 2 hai em kiều vuông lục bắc đẹp lung linh như thế này bán cho các bác 80k thôi nhá. Hôm qua bán mã tri ân nhưng mà bây giờ là bán mã mở hàng đầu like cho các bác đơn này 80k. Anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lục bắc này chốt cho em hai chỗ này 80k. Chốt đơn này thì lên đơn này giùm em là mã số dâu 2 nhé các bác nha. Các bác ơi, các bác coi bài like chị Phó Thương tác bài like giùm nhiều nguồn em hát được không các bác ơi? Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Cảm ơn cả nhà nhé, cả nhà con like tương tác bài like dùng nhiều vườn em ạ. Đơn này ạ, đơn này 80k. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ, số dâu 2 80k. Cây rất là rẻ và cây cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 80k hai chậu này. Trời nó quá phê luôn, không chốt được đơn này rất là tiếc nha. Ai chốt được hai chậu này thì chốt 80k hai chậu này. Ok cho lên mã dâu 2 dùng em ạ. Đó cho các bác xem. Đứng trước đứng sau cây rất là đẹp luôn. Anh chị nào chốt được đơn nào thì lên đơn. Các anh chị ơi, các anh chị đã coi like, các anh chị chấm bài dùm nhà vườn em một phát đúng không các bác ơi? Cảm ơn các bác rất là nhiều nha.
Anh chốt được đơn này, chốt cho em là số dâu 280k, em lên mã khác nha. À, chốt cho chậu 50k. À, chốt cho chậu 50k. Ok, bác Tân Nguyễn ơi, nếu mà em lại bác sẽ chốt cái combo này đi bác Tân Nguyễn này, hai chậu này có 80k thì bác Tân Nguyễn đó. Bác Tâm ơi này. Đây ạ, à, bác chốt hai chậu này dùm em đi ạ. À. Hai chậu này 80k bác nhé. Đúng không ạ? Bác thêm 30k nữa bác được hai chậu kiều đẹp này. Đây chậu này 50k đây anh ơi. Kiều buông lọc bác chậu này 50k đây. Đây anh Tân anh có suy nghĩ lại không này? Để em chốt đơn cho chính xác nhé. Đây chậu 50k của anh đây. Ok chưa? Theo em thì thêm 30k nữa anh được hai chậu kiều. Tại vì cái đơn này là em yêu bác nào mở hàng đầu like em sẽ để đơn này cho nhé. Đơn này 80k này. Hai chậu này đẹp hơn anh ơi nha. 80k hai chậu. Anh Tâm có chốt được hai chậu này thì chốt nha. Rẻ đẹp luôn. Anh Tâm có ok được không nào? Có chốt được thì dùm em chốt nhá. Hai chậu này có 80k thôi anh chị ơi, không phải 80k một chậu mà hai chậu này có 80k thôi. Đó, ai chốt được đơn này chốt dùm em. Giá siêu rẻ siêu xinh luôn rồi. Ok không ạ? Cảm ơn anh Nguyễn Trung nha. Anh Tâm có ok được đơn này không nào? Hai chậu 80k về lần nào mình cũng trả tiền ship mà. Đấy, nếu mà anh chốt được thì anh ghi dùm em là chốt 80k nha. Còn không thì em sẽ ghi đơn chốt cho anh chậu 50k. Hai chậu này là 80k, hai chậu này nhá, combo cho bác nào mở hàng đầu like. Anh chị nào mở hàng đầu like đơn này, chốt đơn này dùm em châm 80k cho hai chậu kiều vu lực bắc nha. Úi dồi ôi, các bác suy nghĩ lâu thế. Rồi đơn này anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em mã số dâu 1 dùm em ạ. À, tôi chốt 80k. Ok bác bác Diêu gì đây? 561 đây. Bác ơi bác lấy số giùm em nha, bác Diêu 561 nhá. Em chốt đơn này cho bác nha, bác tên là gì đấy ta? Đấy, đơn 80k chốt rồi nhá. Bao rẻ luôn, về các bác cũng ship giùm em ạ. Đưa chị ghi số cho nào. Ào đi. Ok, chốt cả ba chậu. Trời ơi anh Tâm ơi, anh chốt chậu sau rồi, để em lấy cái lên đơn khác cho anh Tâm coi nhá. Còn nhiều các anh chị ơi, anh chị đợi em xíu ạ. Bác Diêu bên này chốt đơn 80k trước rồi ạ. Em mời các bác mãi mà các bác có lên cho em đâu. Anh Tâm ơi, lên số điện thoại giúp, lên số giùm em đi để em lấy đơn cho anh nhé. Ok bác Trung này. Bác Trung ơi, lên số giùm em nhé. Anh Tâm ơi, anh chốt sau rồi. Anh Diêu ơi, anh lên số giùm em nè. Anh Trung ơi, anh lên số giùm em nhé. 80k ghi là anh Trung. Anh Tâm cũng lên số giùm em đi ạ. Đây là chậu 50k cho anh này. Ok chưa? Anh Tâm chậu này 50k nhé. Đúng rồi, lên số giùm em ạ. Đúng rồi đây anh ơi. Anh bỏ số 0 đi nhé. Anh lên 9 số. Ê, ở trên nhà hình như còn kiểu vuông một bác ấy, Phương đây lấy cho chị đi cho. Cái này em dưới làm gãy hết ngồng họ, ngồng lá thế này thì làm sao bán? Cái gì? Ở vườn trên còn đầy thây. Sao mà nó... Nó làm gãy hết mầm gốc rồi bán làm sao? Không, 7, 8, 9, 3, 9, 4, 5, 6. Anh Tâm ơi, anh lấy số giùm em đi. Rồi tí nữa em sẽ gửi, em lên cặp đẹp cho anh Tâm cứ yên tâm ạ. Rồi em lên đơn nữa cho các bác của em sưu tầm này. Ai thích cáo lá xếp thì chốt nhanh đơn này giùm em ạ. Đây đơn này 50k cho anh Tâm nhé. Anh Tâm ơi, lấy số giùm em nè. Rồi em lấy cặp khác cho anh nhé. Em lấy hai cặp khác cho anh. Hai anh Tâm mua chỗ này nè. Đây này, chỗ này em nói thật các bác, chỗ này rất là VIP luôn này. Các bác ơi, mua một chỗ này về chơi luôn nhé. Chiều kiều vuông lộc bắc này này, đẹp xinh lung linh như thế này em bán cho các bác 139 đơn này thôi ạ. À. Anh Tâm có chốt được đơn này, anh chốt này anh Tâm ơi này. Chỗ này em nói thật với bác là quá đẹp luôn, 139 đơn này, siêu siêu đẹp ạ. À. Ok bác Tâm này. Chiều kiều vuông lộc bắc này 139 này,
đẹp lắm luôn ấy. Anh Tâm có lên được đơn này anh Tâm lên nhá. Mình thêm một tí tiền nữa thôi, nhưng mà cái chậu này nhiều thân, nhiều mầm gốc. Các anh chị về sang chậu phi 30 dùm em á, là cuối năm anh chị được cái chậu to đùng anh chị chơi luôn nhá. Mà chậu này đang lên nhìn mầm gốc quá trời này. Em đếm thân cho các bác coi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 thân ạ. Chậu này được 13 thân này. Anh Tâm có chốt được đơn này anh Tâm chốt nhá. Em nói thật em tư vấn cho các bác là những cái đơn đẹp á, bình thường cái đơn này này là em phải bán cho các bác bao nhiêu nhỉ? Bình thường cái đơn này em phải bán gần 200 nghìn nhá. Đó, ít nhất là 179k. Nhưng hôm nay em chỉ bán các bác 139k thôi nhá. Nên anh Tâm có yêu thương được đơn này thì yêu thương nhá. Rất là đẹp đẹp luôn rồi. À, lâu rồi không xem live trang trí khu vực live đẹp như thế. Dạ, cảm ơn anh Khánh Nguyễn. Bữa nay về đây là live nó sáng hơn anh ơi. Đây là đang live trong nhà anh ạ, chứ không live ngoài vườn. Live ngoài vườn thì khi nó tối ấy. Đây anh chị nào chốt được đơn này chốt giùm em ạ. 139, anh Tâm có chốt được đơn này anh Tâm chốt nhé. Em nói thật các bác là cái chỗ này rất là đẹp luôn ạ. Ai chốt được đơn kiểu vô là bác này chốt này. 139 giùm em ạ, mã này hình như là số 4 hay sao á. Ok cho em lên mã khác cho các bác nha. Các bác chưa cần đồng live thì các bác comment giùm em ạ. Anh Tâm có chốt được đơn này không này bác Tâm ạ? Anh Khánh Nguyễn ơi, anh yêu thương được dòng live thì anh ủng hộ em Trâm nha. Hoàng hậu xanh đi chị ơi. Hoàng hậu xanh cái này siêu siêu đẹp, siêu siêu xinh luôn ạ. Anh chị nào chốt được đơn hoàng hậu xanh cái này thì lên đơn hoàng hậu xanh này dùm em ạ. Em bán đơn này cho các bác 230 thôi nhé. Hoàng hậu xanh đơn này 230. Cô chú anh chị nào chốt được đơn hoàng hậu xanh này thì lên đơn này dùm em ạ. Hàng này đang có nụ rồi nhé. Đây một cái vòi bông dài đẹp cho các bác của em chơi hoa. Hoa nó sẽ là màu xanh nhé. Anh chị nào chốt được đơn hoàng hậu xanh này thì chốt cho em hoàng hậu xanh 230 đơn này. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn ạ. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. 230 đơn này thôi ạ. Đó. Bác nào sưu tầm được dòng lan thì cứ việc comment lên cho em. Em lên cáo cho các bác này, hai con cáo lá xếp đẹp chưa? Em lên cho cả nhà hai con cáo lá xếp nha. Cây rất là đẹp như thế này luôn anh chị ơi, cây cực kỳ xinh luôn ạ. Hai con cáo lá xếp ạ. Ai yêu thương được hai con cáo lá xếp thì chốt dùm em ạ. Bản lá đẹp nhé, con này là con lá mít này. Đó, hai con cáo lá xếp này bán rẻ cho các bác thôi. Đơn này em bán cho cả nhà với giá cho em hai con cáo lá xếp đẹp lung linh như thế này. Em bán đơn này cho các bác là 280k, chỗ này em bao ship nhanh ạ, 280. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. Hai con cáo lá xếp nhé, 280 đơn này, em bao ship nhanh. Ai yêu thương được con cáo lá xếp này thì lên đơn cáo lá xếp này dùm em ạ. 280 đơn này em bao ship nhanh nhé. Ok không ạ? Hello em Đồng Trâm. Em chào bác Lão Lông. Cảm ơn bác Lão Lông đã tương tác bài like dùm em ạ. Cảm ơn anh ạ. Lâu lắm rồi mới thấy bác Lão Lông coi em Trâm like nhé. Cảm ơn anh trai rất là nhiều nhé. Rồi đơn này dùm em ạ. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này này. Hai con cáo lá xếp đẹp không? Bà lá to đẹp đẹp nha anh chị nhé. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì chốt cho nhà vườn em Trâm là với giá là 280 đơn này em bao ship nhanh nhá. Anh chị nào yêu thương được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. 280 em bao ship nhanh. Giá nó bao gồm phí ship rồi nha các bác nha. Đó, anh chị nào chốt được đơn này chốt dùm em ạ. 280 em bao ship nhanh. Rồi em lên Dendro VIP cho các bác nhá. Mặt bông là mặt bông ở trên màn hình. Dendro 6 mắt dùm em ạ. Đây, một chậu Dendro 6 mắt anh chị ơi. Nghe giá tiền thì các bác kêu hoảng đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái Dendro 6 mắt mà một chậu đẹp như thế này em chỉ bán cho các bác 1,4 triệu thôi này. 1,4 triệu cho một chậu Dendro 6 mắt. Anh chị nào chốt được chậu này chốt nhé. Chậu này thì nó được tầm 13 thân. Anh chị ơi, 13 thân mà mình chơi hoa rất là đẹp luôn ạ. Dendro 6 mắt là hình đại diện của em like trên kênh Tam Giác Đỏ là vườn lan Đồng Trâm anh chị nhé. Ai chốt được đơn Dendro 6 mắt này chốt dùm em ạ. Hoa siêu đẹp siêu xinh luôn ạ. Em bán đơn này là 1,4 triệu. Em bao ship nhanh đơn này. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em Dendro 6 mắt chậu số 1 nhé. Em có hai chậu em sẽ lên cho các bác xem ạ. Chậu số 1 dùm em ạ. Rất là đẹp luôn này. To đẹp lắm luôn anh chị ơi. Bữa này nó cao, nó to hơn bữa em lấy về nhiều nhá. Hàng này hàng cao, hàng đẹp này. Mã số 2 dùm em ạ. Dendro 6 mắt chậu số 2 xung chưa? Siêu đẹp luôn chưa các bác ơi. Này chậu này có 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân. Mà thân nào thân đấy em nói thật các bác to. Đẹp ơi là đẹp luôn. Có chậu sơn thủy tiên mắt đen nào nhỏ không sót? Dạ không ạ, bác Hòa Phú Văn ơi, em không có chậu nào nhỏ ạ. Hầu như là toàn chậu 1 triệu mốt là chậu rất là nhỏ của nhà vườn em rồi bác ơi. Hả? Chậu nhỏ tí mà làm gì có. Cái chậu nhỏ bé tí tí nó sọc đấy hả? Chứ em có thấy anh vô chậu nào nhỏ hơn đâu.
Rồi kệ đơn này anh chị ơi, anh chị nào chốt được đi Enro 6 mắt đơn này. Kiểu gì vậy em ạ? À? Có em có những dòng kiểu gì? Dạ ok, em trả lời câu hỏi của bác Văn Mùi Trịnh ạ. À. Dạ em có kiểu vuông lộc bắc này, kiểu mỡ gà này, kiểu tím miền tử, kiểu tím miền trung, kiểu mỡ gà tuyên quang. Bác thích siêu tầm dòng hoa lan kiểu gì ạ? À? Bác Văn Mùi Trinh nhé, bác xin siêu tầm dòng lan gì ạ? À? Đây chậu số 2 giùm em ạ, à. Chậu số 2 đẹp chưa? Chậu này em cũng bán cho bác 1 triệu tư luôn ạ, à. 11 thân ạ, à. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 1 triệu tư nhé. Nên rô 6 mắt, dòng hoa lan rất là đẹp ạ, à. Anh cô chú anh chị nào chốt được đơn nào thì chốt nhé, 1 triệu tư chậu này. Siêu đẹp, siêu xinh luôn ạ, à. Bán lời các bác mỗi cái nút tương tác thôi nhé. Bác nào chốt được đơn này chốt cho em ạ, à. Mã số 2 ạ. Bác Mùi, bác Văn Mùi Trịnh ơi, bác thích siêu tầm dòng lan gì thì bác comment dùng nhà vườn em nha, các bác nha. Nó thật sự luôn, một like có thể lên được rất là nhiều dòng lan cho các bác nha. Sơn Thủy Tiên mắt đen chậu nhỏ hả anh ơi? Để có một chậu đâu ta. Rồi em lên đơn này nha. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này. Đơn này dùm em ạ, kiều tím miên tử ạ. Em bán chậu này cho các bác 300 thôi ạ. Kiều tím miên tử 300 hoa rất là đẹp nha. Thân là thân tròn anh chị ơi, thân tròn. Anh chị nào chốt được kiều tím miên tử thân tròn thì chốt dùm em ạ. Đơn này em bán cho các bác là 300 nha, kiều tím miên tử. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 300 ạ. Đây anh ơi, em lên kiều tím cho anh nè. Đơn này 300 này, anh chị nào chốt được đơn này chốt cho nhà mình em cho 300 nhá. Kiều tím miên tử 300. Cây rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. 300 đơn này. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh luôn. Vậy thì em lên trên vườn trên em lấy cho chị hai chậu đi để cho chị gộp đơn cho bác Tâm. Ai yêu thương được đơn này lên đơn này dùm em nhé. Đơn này em bán cho các bác là 300 này, kiều tím miên tử ạ. Đó, anh chị nào chốt được đơn nào thì chốt nha. Ok không ạ? Kiều mỡ gà đi em ạ. Ok, anh luôn có kiều mỡ gà. Phương ơi, lấy cho chị một chậu kiều mỡ gà đi Phương ơi. À, bác Trình đợi em xíu em lên kiều mỡ gà cho anh chị nhé. Đây em lên chậu này, trời ơi. Em này kê lắm luôn này. Em này bác nào là fan của em kiều, kiều vuông là bác chốt nhanh tay cho em chậu này. Em nói thật các bác là chỗ này rất là phê, rất là đẹp em nha. Thôi đơn này em bán cho các bác đi, kiều vuông lộc bắc chỗ này rất là sung xuê luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lộc bắc sung xuê này thì chốt luôn đơn này dùm em nha. Đơn này em bán cho các bác bao nhiêu ạ? 170k chỗ này em bác ship nhanh ạ, kiều vuông lộc bắc ạ. Thân lá nó rất là đẹp nha anh chị nha, hoa rất là xinh luôn ạ. Anh chị nào chốt được chỗ này chốt cho em ạ, 170 em bác ship nhanh kiều vuông lộc bắc anh chị ơi. Hoa của em nó đây chị này. Cánh trắng hoặc vàng dùm em châm nhé. Đây ạ, cánh trắng hoặc vàng, cái hoa này nó mới nở, nó mới tàn rồi anh chị nhé. Đây ạ, hoa rất là đẹp luôn này, cánh trắng hoặc vàng, hoa rất là xinh luôn nhé. Đó, cánh trắng hoặc vàng dùm em ạ. Bông rất là đẹp ạ, anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lộc bắc này chốt cho em ạ. 170k đơn này em bao ship nhanh, anh chị nào chốt được chậu này chốt dùm em này, đẹp chưa? Đẹp lung linh luôn các bác ơi, quá đẹp luôn ạ. Ai chốt được đơn này chốt cho em ạ, 170 em bao ship nhanh đi ạ. Kiều vuông lộc bắc nhá, cây rất là đẹp, rất là xinh luôn. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. 170 chỗ này bao ship nhanh này các bác ơi. Trời ơi, các bác cần suy nghĩ ạ. Đúng không ạ? Các bác cứ suy nghĩ đi nhá. Em lên mã cho các bác chốt nha. Ai chốt được mã kiều vuông lộc bắc này chốt dùm em là mã số 8 nhá. Ok chưa? Ghi dùm em là chốt mã số 8 này các anh chị ơi. Rất là đẹp luôn. Ai chốt được đơn này lên đơn. Mã số 8 dùm em ạ. Đúng không các bác ơi? Mã số 8 này 170 này. Trời các bác ơi, xem một cái chậu cái mà mình bán 250-300 bình thường. Nhưng mà để như thế này cho các bác mua nhé. Các bác sẽ có rất là nhiều nợ anh chị nhé. Đúng không ạ? Rất là nhiều cái nguồn lợi cho các bác nha. Em chào bác Hoa Lan Hoàng Anh. Cảm ơn bác Hoa Lan Hoàng Anh đã tương tác bài. Cảm ơn bác nha. Các bác nào cần nguồn xỉ mẻ gì các bác có việc liên hệ dùng nhà vườn em ạ. Để có nụ không? Sao cái chậu này có nụ cho chị? Sao không lấy mấy chậu nhỏ nhỏ thôi? Em lấy chậu này. Trời ơi, đi lấy làm mà cũng không biết cần lấy làm. Rồi em lên combo kiểu vuông lộc bắc này cho các bác này. Đây, lên hai chậu kiểu vuông lộc bắc này này. Lá này nó hơi bị lỗi tí không sao đâu nhé. Lá già thì nó hơi bị cằn tí á. À, cho anh xem mặt bông hoa mắt đen được không em? Dạ có anh ơi, đợi em lên tí á. Ai chốt được đơn kiều vuông lộc bắc hai chậu đẹp lung linh như thế này em bán đơn này cho các bác giá bao nhiêu đây ạ? Hai chậu này em bán 200 nha.
Kiều Vương Lộc Bắc đơn này bán 200 ạ. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. Mã này mã số 9 ạ. 200 đơn này ạ. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho dùm em Trâm là 200 đơn này nhé. Kiều Vương Lộc Bắc ạ. 200 đơn này ạ. Anh chị nào chốt được cặp này thì chốt dùm em cặp số 9 ạ. Đúng không ạ? Rất là rẻ đẹp luôn nhé. Cô chú anh chị nào chốt được cặp số 9 này chốt cho em ạ. 200 hai chục to đẹp như thế này luôn, chỉ có giá 200 ạ. Ai yêu chốt được đơn này thì lên đơn này dùm nghèo của em nhé. 200 đơn này. Đó, các bác nào chốt được đơn nào thì lên đơn. Rồi em sẽ lên đây ạ. Ok anh. Ok bác anh này. Đây sơn thủy tiên mắt đen cho các bác của em ngắm hoa. Các bác cũng được ngắm thoải mái đây ạ. Ok chưa? Đây bác Hoàng Anh nhé. Bác nhìn rõ không ạ? Mời bác Hoàng Anh mời cả nhà ngắm mắt hoa. Dạ. Cảm ơn bác đã tương tác bài nhé. Cảm ơn cả nhà đã tương tác bài dùm em ạ. Sơn thủy tiên mắt đen đây chị ơi này. Đó, sơn thủy tiên mắt đen dùm em Trâm ạ. Đấy, sơn thủy tiên mắt đen đấy nha. Bác nhìn rõ khuôn bông chưa? Cả nhà nhìn rõ khuôn bông dùm em Trâm chưa? Bông rất là đẹp luôn nha, sơn thủy tiên mắt đen. Bông rất là đẹp luôn, rất là tròn chính luôn. Cái bông này nó mới nở thôi ạ. Nó nở hết là nó sẽ cong ve ra nha các bác nha. Đúng mắt đúng nhị chưa bác à, bác anh ơi. Mai là nó nở căng ra em sẽ quay video lên cho các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm ạ. Cả nhà cứ yên tâm nhé. Cái màu này này mới đầu nó nở thì nó hơi nhạt một xíu thôi. Nhưng ngày mai trở đi là nó rất là đậm nhé. Cái này hôm nay em nó mới hé hé đó không. Bác Hoàng anh có xem được ok chưa? Rồi em lên nhá. Giá cao không em ạ? À? Chậu này là 1,1 triệu anh ơi. Chậu này 1,1 triệu anh trai nhé. Chậu này là 1,1 triệu ạ. Chậu này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 củ. 10 củ mà đang lên được 3 mầm gốc nữa anh chị ơi. Em bán có 1,1 triệu chậu à? Còn các bác ơi, riêng các bác đi coi like chỗ khác nhé. Thì cái chậu này nó nằm tầm phải 200.000 một thân. Béo nhất cho các bác phải 2 triệu. Em nói béo nhất là 2 triệu. Anh chị không tin thì anh chị cứ đi tham khảo tất cả các like các bác coi nhé. Đây, đơn này. Cái này là củ già, không sao đâu nhé. Cái đơn này thì nó đang có hai vài bông này này. Đơn này thì mầm gốc em chưa thấy nó bật này. Về các bác chăm là nó cũng bật mầm gốc thôi. Đơn này chậu nhỏ hơn, cây nó ngắn hơn. Thì em bán ai chốt được đơn sơn thủy tiên mắt đen đơn này em bán cho các bác chậu này với giá cho em Trâm là 900k chậu này. Chậu này 900k nhé, sơn thủy tiên mắt đen ạ. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 900k ạ. 900k cho đơn sơn thủy tiên mắt đen này. Đấy, bác Hoàng Anh có chốt được đơn nào anh ủng hộ nhé. Đó, cái đơn này là 900k. Đơn này thì có hai cái vỏ bông này về anh chơi hoa luôn nha. Nhưng mà đảm bảo cho anh chị là chuyển giống. Anh chị cứ yên tâm nhé, không chuyển mặt hoa em sẽ đền lại cây. Ok chưa? Đó, nên anh chị nào chốt được đơn nào thì chốt giùm em ạ. Dạ rồi, ok, sắm mai nở thì em sẽ chụp lại cho anh nhé. Để ngày mai em xem em còn nhớ lại nhé. Vậy em sẽ chụp cho. Các bác cứ yên tâm ạ. Bán cây là phải bán đúng, không bán đúng thì có mà chết. Các bác lại đánh em chết luôn á, đúng không ạ? Đúng không các bác? Nên là các anh chị chưa cần được rằng lan gì cả nhà comment dùm em Trâm nhé. Chào bác Ngọc Nguyễn đã tương tác bài. Cảm ơn bác Thuận Nguyễn. Chào bác Hưng Đoàn đã tới like của em Trâm. Các bác ơi, các bác đang tới like của nhà vườn em Trâm thì các bác cố gắng tương tác bài like dùm em Trâm một phát được không cả nhà ơi? Cảm ơn cả nhà nhé. Rồi lên một đơn trầm rừng đi. Lên đơn trầm rừng tím anh chị ơi. Hàng hiếm. Ai chốt được đơn trầm rừng này thì lên đơn trầm rừng tím đậm này dùm em nhé. Ok chưa? Nó đang nở hoa rồi. Em bán đơn này cho các bác 100 thôi. Trầm rừng đơn này 100 nhé. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em cho 100 nhé. Phương ơi, không phải nhất thiết lấy chậu hoa nhưng mà lấy cái chậu nào cho nó đẹp đẹp một tí. Thôi để cái chậu đấy để lấy tí nữa vào cột lên. Sao mà con người thông minh thế em biết. Đơn này dùm em cho 100 nhé. Trầm rừng ạ, hoa tím đậm này. Ok chưa? Hoa nó một tím đậm anh chị nha. Trầm rừng dùm em ạ. Anh chị nào chốt được đơn trầm rừng này chốt cho em 100 ạ. Hoa thơm lắm. Hoa trầm rừng hoa cực kỳ thơm luôn. Ai chốt được em trầm rừng này thì lên đơn trầm rừng nhé. 100 đơn này. Em không bao ship đâu nha. Có chú anh chị nào chốt được chỗ trầm rừng này lên đơn trầm rừng này dùm em ạ. 100 ạ. Ok không ạ? Ai yêu chốt được đơn trầm rừng này lên đơn trầm rừng này dùm em cho 100 đơn trầm rừng này thôi ạ.
Hoa rất là đẹp luôn nha. Ủa các anh ơi, anh đang comment bình thường mà, anh cần gì anh phải xóa xóa comment đi về làm gì các bác ơi. Đây này, em cho các bác ngắm này. Đây này, Dendro 6 mắt đây ạ. Chậu này 13 thân cơ ạ. Là 1,4 triệu chậu này thôi chị ơi. Chậu này 1,4 triệu nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 13 thân đấy. Chậu này tổng là 13 thân 1,4 triệu. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùng, để cho người khác thấy kỳ. Trời ơi, bình thường mà anh ơi, sao đâu. Comment là mình cứ để comment bình thường, chả có vấn đề gì hết các bác ạ. Các bác comment bình thường thì để cho các nội dung bài like nó được đề xuất thôi mà. Đến đó 6 mắt đây này, anh nhìn thấy không, đẹp không? Mà bây giờ tách thì không biết tách làm sao á. Tại vì cái này người ta cấy là cấy nguyên chùm rồi. Đây này, cấy là cấy nguyên chùm. Bây giờ em ngó ra bảo để em tách để em bán lẻ cho các bác đi này. Bán lẻ là 150k một thân anh chị nhá, 150 một thân. Ai mua mấy thân thì nói em, để mai em tách cho nhé. Anh chị nào mua mấy thân thì nói em ạ. 150k một thân ạ. Anh chị nào mua mấy thân thì nói em châm nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Riêng cái này về mà chơi hoa, chơi hộ anh ơi, được giải nhất là thường tình luôn. Nghĩa là nếu mà mình được giải nhất thì cái chậu lan đấy mình mua đâu bị mất tiền đúng không các bác? Đi chơi hội này được vinh danh những cái chức anh chị nhỉ. Rồi em lên tiếp nha. Vanna lá xếp thì các bác ơi, các bác sưu tầm lan gì các bác comment ạ. Vanna lá xếp này, cây này đẹp này. Cây này là cây hàng rừng anh chị nhé. Vanna lá xếp cây này có trầm tím không em? Bác Hồ Quang Hiếu ở đây ạ. Đây trầm tím rừng đây, bác Hồ Quang Hiếu. Bác có chốt được đơn này không này? Đây bác ơi, ngoài đời nó tím hơn nhá. Chậu 6 mắt có hoa không em ạ? Dạ anh ơi, trầm 6 mắt à? Mặt hoa là em đưa lên em cho anh coi rồi đấy. Cái trầm 6 mắt này này thì về anh chịu khó anh làm bông đi thì nó sẽ ra hoa cho anh chơi. Hoặc là anh cứ để vậy để sang năm mình chơi, mình đi chơi hội để mình làm bông luôn cũng được nhé. Còn nếu mà hoa nở tự nhiên khoảng 2 tháng nữa nó mới có ra hoa. 2 tháng nữa nó mới là mùa bông của em nó. Đất này 100 bác ơi. Bác Hồ Quang Hiếu ơi, đơn này 100 chưa bao gồm phí ship nhá. Thôi thì bác chốt đơn này thì em chốt luôn cho bác đơn này 120 em bao ship cho. Đấy, đơn này 120 em lấy các bác 20.000 tiền ship đơn này thôi nhé, tại vì đơn này nhỏ. Nói chung là nó cũng thế 30-40.000 nhưng mà em chỉ lấy 20.000 thôi. Anh em mình giao deal đơn này một tí nhá. Đơn trầm tím đường này em bán cho các bác 120k em bao ship. Đó, ai chốt được đơn này thì lên đơn này giùm em ạ. 120 em bao ship ạ. Ok chưa? Đó, anh chị nào chốt được đơn nào thì lên đơn nha. Rồi em lên Vanda là sếp này. Ok, bác Hồ Quang Hiếu cho xem sóng mắt đợi em xíu ạ. Rồi em lên đơn này anh chị ơi. Lên đơn này cho cả nhà của em sưu tầm ạ. Đơn này là một đơn Vanda là sếp. Anh chị nào chốt được Vanda là sếp hàng rừng màu lông sô-cô-la thì chốt đơn này dùng nhà vườn em ạ. Đơn này em bán cho toàn thể các cô, các chú, các anh chị chốt đơn này. Với giá cho em là 160 em bao ship nhanh. 160 đơn này em bao ship nhanh nhé. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này dùng nhà vườn em ạ. 160 đơn này em bao ship nhanh ạ. Vanda là sếp màu nâu sô-cô-la nhé. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 160 em bao ship nhanh ạ. Anh Tâm ơi, anh Tâm anh còn ở đây, comment dùm em nhé anh Tâm ơi. Đây ạ, Dendro 6 mắt đây các anh chị ơi. Dendro 6 mắt cây rất là đẹp như thế này. Ai chốt được đơn Dendro 6 mắt này chốt cho em chậu này là 1,400,000 em bao ship nhanh ạ. 140 em bao ship nhanh. Đơn này là 140 ạ. Bác Hồ Quang Hiếu, bác có chốt được thì bác chốt nhé. Những dòng như thế này là giá nó cao nhé anh chị nha. Dendro 6 mắt thì mặt hoa rất là đẹp ạ. Còn bác nào mà mình muốn chắc ăn mặt bông nữa thì các bác cứ việc chốt đi. Em sẽ gửi mặt bông qua Zalo cho các bác là bảo hành cho các bác nhé. Không đúng thì các bác cứ việc vậy là bắt đền em nhé. Ok không ạ? Em nói thật là giá nó rất là rẻ rồi. Các anh chị nha, Dendro 6 mắt 1,4 triệu chỗ này. Anh chị làm chốt được Dendro 6 mắt thì lên đơn này giúp em. Anh ơi anh vớ giúp em 2 triệu kiều gốc này đi. Đó, anh chị nào chốt được đơn nào chốt nhé. Anh Tâm ơi, cái đơn này cho anh này, anh Tâm này. Đúng rồi, hai chỗ đó. Đây này, hai cái đơn này cho anh Tâm nhé. Hai đơn này thì cây nó cao hơn, nó đẹp hơn. Chào bác Chính.
Chính Vương, cảm ơn bác Chính Vương đã tương tác bài. Cảm ơn các bác nha, các bác tương tác bài giùm em nha. Đây, cái đơn này được không anh Tâm ơi? Hai đơn này thì anh lấy đi, em để cho anh hai chậu này này. Nó cũng to, nó cũng đẹp ạ. Nó đẹp hơn hai cái chậu kia. Thì em để cho anh hai chậu này 100 nhé. Đó, em để cho anh Tâm hai chậu này 100. Anh có đồng ý không ạ? Đẹp ơi là đẹp luôn, xung cây nhé. Đơn này được không anh Tâm ơi này? Em lấy đơn này cho anh 100 được không ạ? Thêm 20k đúng không? Anh cảm thấy anh có ok được thì anh ủng hộ em nhé. Tại vì cái đơn 50k đấy thì em đã bỏ riêng cho anh rồi. Đó, còn đơn này nữa là tổng của anh là 150. Ok, em cảm ơn anh Tâm rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh ơi bỏ 3 chậu này cho em này. Anh ghi giúp em là Tâm, anh Tâm 150. Đấy, 3 chậu này của anh này, anh chụp hình này. Em nói thật các bác là cái combo này lỡ rồi, lỡ nói rồi nên là phải lên thôi các bác ơi. Chứ mấy cái hàng kia em bán hết rồi, không còn. Các bác nha, các bác sưu tầm dòng hoa lan gì cứ việc comment ủng hộ giùm em Trâm ạ. Chỗ 6 mắt không có hoa, không anh ơi, 6 mắt 2 tháng nữa mới có hoa. Đó, cái dòng thì có hoa, em nói có hoa nhé. Em ơi cho chị chỗ quế góc này đi. Em đang quế cho các bác của em sưu tầm này. Em này thì lá nó hơi nhăn một tí thôi anh chị ơi. Quế trắng tháng 8 anh chị ơi, chậu này rất là đẹp này, hai con này rất là đẹp luôn. Cái cây này thì nó hơi nhăn một tí chút xíu thôi anh chị nhá. Lá của nó đang xoay tròn rồi này. Đó, tán của nó đang xoay tròn rồi. Hai con quế trắng tháng 8 này anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 300. Thôi bán đơn này bán tặng cho các bác nha, 300 đơn này bao ship nhanh. Bác Tiến Nguyễn là có nhận 4N không em ạ? À? Anh ơi em không có nhận 4N rồi nhé. Nhận 4N thì hiện tại là em chưa nhập về anh ơi. Tại vì em nói thật với các bác là em sẽ cố gắng là kiếm nhận 4N hàng thuần tại Lâm Đồng cho các bác chơi nhé. Còn hàng Thái nhập về thì thưa các bác là tại vì cái giá nhập vô nó cao quá, tiền cước cao quá, bán không lời mấy ạ. Lỗ tiền cước nên là em sẽ không nhập hàng 4N ngoài Bắc về đâu nha anh chị nhé. Nên là các anh chị cố gắng là mình kiếm những cái kênh ở ngoài Bắc ấy, thì các bác mua tiền cước nó sẽ rẻ hơn. Tại vì tiền cước một thùng của em là về tới trong này nó nằm tầm 3.5-4 triệu thôi. Nhưng mà bán một thùng mình đâu lời được bằng đấy đâu. Nên là thôi em nhường lại cái quyền sở hữu 4N lại cho các bác. Các bác miền Bắc nha. Anh Tiến Nguyễn ạ, tại vì hàng đấy là từ bên Thái nhập về nên là cái tiền cước nó cao lắm anh ơi. Bây giờ mà chia tiền cước ra mỗi đơn hàng ấy thì nó lại nặng tiền cho tất cả các bác siêu tầm ạ. Đây ai chốt được đơn này lên đơn này giùm em ạ. Đơn này bán cho các bác là 300 thôi. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho nhà mình em chơi là 300 nhé. Đó, 300 đơn này. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùng nhà mình em chơi là 300 ạ. Đơn này là đơn quế trắng tháng 8 anh chị nhé. Con này thì con lá nó hơi nhăn một tí ạ. Nếu mà nó nhăn vip thì nó không có giá này. Nhưng các bác nhé, các bác nghe rõ dùm em ạ. Lá này nó hơi nhăn nhẹ thôi. Anh chị nào chốt được đơn quế trắng tháng 8 này chốt cho em ạ. Nguồn gốc của em này là hàng rừng Gia Lai nha các anh chị nha. Bản lá xếp, bản lá ngắn. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này 300 đơn này. Quế trắng tháng 8 ạ. Đó, cô chú anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 300. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Ai yêu thương được đơn nào cũng biết lên đơn các bác nha. Các bác ơi, các bác sưu tầm dòng lan gì các bác comment lên giùm em ạ. Có kiều trắng, kiều tím, kiều mỡ gà. Ủa Phương ơi, không lên đấy cho chị chậu kiều mỡ gà trời. Like thì tập trung mà phụ like đi, tím nó làm gì thì làm trời ơi. Lấy cái chậu kiều mũi gà nhỏ nhỏ ở dưới vườn á cũng được. Hoặc lên nhà trên lấy cái chậu hai cái vòi bông nụ á. Lấy cái chậu gì mắc cười vậy trời. Mắt bị sao anh trời. Rồi lên tiếp lên lại nữa đi anh chị ơi này. Cáo đi anh chị ơi. Cáo ạ, à, ai chốt được siêu phẩm cáo này không ạ? Cáo này thì thưa các bác là nó chỉ có xương xương 3 vòi bông thôi ạ. Dáng hương đuôi cáo ạ, bản lá xếp cây, bản lá to nha. Anh chị nào chốt được đơn dáng hương đuôi cáo này chốt đơn này dùng em châm đơn này bán cho các bác là 350. Em bao ship nhanh. Đuôi cáo dùng em ạ, 350 em bao ship nhanh. Anh chị nào chốt được đơn đuôi cáo này thì lên đơn đuôi cáo này dùng em ạ, 350 em bao ship nhanh ạ. Dáng hương đuôi cáo chị ơi, cây rất là đẹp. Cáo này là cáo cao bằng hoa nó màu tím anh chị nha. Anh chị nào chốt được đơn cáo này thì lên đơn này dùng em ạ, 350. Có 3 vòi bông anh chị nha, một cái vòi bông này nó đã dài rồi này. Riêng đuôi cáo vòi bông của nó dài từ 70-80cm nó mới bắt đầu ra hoa cho các bác nha. Nên là các bác sẽ được một cái vòi bông cáo gọi là rất là xinh lung linh để cho cả nhà chơi.
Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 350 ạ. Giá hương đuôi cáo ạ, 350 triệu này có 3 vòi bông. Em bao ship nhanh. Ai chốt được đơn này chốt cho nhà vườn em cho 350 đơn này. Em bao ship nhanh luôn đơn này cho toàn thể các bác của em chốt đơn. Bác nào chốt được đơn này chốt cho nhà vườn em Trâm là 350 nhé. Siêu siêu đẹp, siêu siêu xinh luôn ạ. Các bác ơi, các bác sưu tầm dòng lan gì các bác comment lên ạ. Trời ơi, không sưu tầm dòng lan gì thì mình comment, mình tương tác bài like giùm em ạ. Nha. Cả nhà ơi, cả nhà không tương tác bài like là em rất là buồn luôn. Các bác ơi, các bác tương tác bài like giùm em phát đi ạ. Em chào bác Quang, Quang Trần, chào bác Phong, chào cả nhà, chào toàn thể các bác ạ. Các bác coi like tương tác bài like giùm nhà vườn em phát được không các bác ơi? Cả nhà nha. Mời các bác xem lại một miếng nước ạ. Mình cứ like bình thường thôi, đúng không? Cả nhà thích sưu tầm dòng lan gì nữa các cả nhà lên đơn nào. Rồi em lên tiếp nha. Hồng Ngọc mắt xước hàng nụ cho các bác của em sưu tầm nha. Em lên Hồng Ngọc mắt xước hàng nụ cho các bác của em sưu tầm nè. Có cá áo nè. Ai thích cá to, có cá to. Cá nhỏ, có cá nhỏ nha. Em lên chậu Hồng Ngọc mắt xước này rất là đẹp nhưng lung linh như thế này. Ai yêu thương được đơn Hồng Ngọc mắt xước này, đơn này chốt giùm em ạ. Đơn này em bán cho các bác giá bao nhiêu đấy ạ? 150k một chậu, em bao ship nhanh nhé Hồng Ngọc mắt xước ạ. 150 một chậu em bao ship nhanh. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này chủ nhà vườn em Trâm ạ. Hồng Ngọc mắt xước ở đơn này 150 một chậu ạ. Anh chị nào chốt được đơn này thì chốt cho em Hồng Ngọc mắt xước nhé, 150 một chậu. Cây rất là đẹp, cây rất là xinh luôn anh chị nha. Lên tiếp là đen rô trắng chớp cho các bác của anh sưu tầm này. Một em đen rô trắng chớp, cây rất là xinh ạ. Cây rất là đẹp như thế này. Hoa cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé, đen rô trắng chớp. Cây này là bông to, bông đẹp, bông xinh ạ. Anh chị nào chốt được đen rô trắng chớp đơn này thì chốt đơn này dùng nhà vườn em Trâm. Em bán đơn này cho các bác là 270k. 270 đơn này thôi. Em bao ship nhanh nhé. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này dùng em ạ. Đen rô trắng chớp 270 đơn này, em bao ship nhanh. Cô chú anh chị nào chốt được đơn đen rô trắng chớp này thì chốt dùng nhà vườn em Trâm là 270, em bao ship nhanh ạ. Cây rất là đẹp, cây rất là xinh. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ, 270 em bao ship nhanh. Siêu đẹp, siêu xinh luôn ạ. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ, 270 em bao ship nhanh nhá. Đang bị sụp mũi các bác ơi, bác có like không cảm dùm em. Trời ạ, chị lại ghê luôn ấy. Trên vườn nó đâu chậu đẹp mà đi đi xuống bên xích lại cũng xách được cái chậu chậu luôn. Rồi em lên sông Thủy Tiên, các bác của em sưu tầm này. Một em sông Thủy Tiên to đẹp như thế này nhé. Chậu này chậu to ạ. Đang có vòi bông rất là nhiều luôn. Đây chị ơi, cực kỳ nhiều vòi bông nhé. Chậu này to đẹp như thế này bán các bác 370 thôi chị ơi. Hello, em chào bác Thanh Tùng Võ. Cảm ơn bác Thanh Tùng Võ đã tương tác bạn. Đơn này dùm em ạ, 370 đơn này em bao ship nhanh. Chị nào chốt được đơn này chốt cho em 370 ạ. Sơn Thủy Tiên anh chị ơi, đang có vòi bông này các bác ơi. Có vòi bông cho các bác của em chơi hoa. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ, 370 đơn này. Này đi chị ơi, anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùng nhà vườn em cho 370. Trong này được có 2 4 xương xương được có 5 cái vòi bông ạ. À? Ai chốt được đơn này thì lên đơn này dùng em ạ. Cô chú anh chị nào yêu thương được đơn này thì lên đơn này dùng em cho ạ. Em bán đơn này cho toàn thể các cô các chú các anh chị chốt đơn này nhé. Với giá đơn này dùng nhà vườn em cho ạ. Em bán đơn này là 370 là anh chị nào chốt được đơn sơn thủy tiên chữ to chữ đẹp này chốt dùng em cho nên 370. Cái này thân bên này nó đang có sinh mắc cũng rất là nhiều ạ. Anh chị nào chốt được đơn này chốt dùng nhà vườn em nhé, 370 đơn này sơn thủy tiên. Đẹp ơi là đẹp luôn nhé. Đây là sơn thủy tiên vàng mắt vàng anh chị ơi. Vàng mắt cam dùm em ạ. Nhớ các bác nhá. Các bác sưu tầm dòng lan gì các bác? Chúc việc lên đơn dùm em ạ. Chào bác Thanh Tùng Võ. Các bác ơi, các bác sưu tầm dòng lan gì các bác comment ạ. Đưa lại cái chỗ này đi. Em lên em kiểu mũi gà Lâm Đồng anh chị ơi, thân thủ cao dài đẹp này. Chậu này thì nói chung là lá neo của em nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà được cái là thân thủ cao dài, cái thân dài như thế này thì vòi bông của nó cực kỳ đẹp nha. Kiểu mũi gà Lâm Đồng dùm em ạ.
Cây rất là đẹp luôn. Cây này được 2, 4, 6, 7 thân. Mà cái này nó đang dài được khoảng 40 cm. Anh chị nha, dài được 40-50 cm. Ai chốt được đơn Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng, chốt chậu này dùm em Trâm. Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng, đơn này em bán cho các bác là với giá là 350. Em bao ship nhanh ạ. Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng, đây có một vài bông ạ. Và nó đang nứt rất là nhiều nhé. Chậu này thì được 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đã nứt được 8 cái vài bông rồi. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. Đơn này em bán cho các bác đi ạ, 350 đơn Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng này. Anh chị nào chốt được Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng này thì chốt dùm em ạ. 350 cho một chậu Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng, cây rất là đẹp, rất là to như thế này. Ai chốt được đơn này chốt cho em mã số 10 nhé. Bác nào chốt được đơn này chốt cho em cho mã số 10. Các bác ơi, các bác coi bài like á, em nhờ cả nhà là cho em gái xin một nút tương tác được không cả nhà ơi? Nha. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Cả nhà tương tác cho em bác nào. Không tương tác là buồn lắm nhá. Đấy, như anh Thanh Tùng Võ mới vô là đã thấy tương tác cho em Trâm rồi đó. Đó, là em cảm ơn bác rất là nhiều. Bác nào đang coi em Trâm like cho em Trâm xin một lúc tương tác được không cả nhà? Đúng không các bác? Đúng không ạ? Được thì cả nhà tương tác bài dùm em nha. Đơn này dùm em ạ. Ba. Bán giá nhiều ta? 350 đơn này em bao ship nhanh nha. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này Kiều Mỡ Gà Lâm Đồng. Cây này đẹp lắm này. Đó, ai chốt được đơn này thì chốt. Lá neo thì nói chung là cái thân này là thân dài, không phải thân ngắn. À, chờ xem, chờ sáng xem hoa hi hi. Cảm ơn anh bác anh nhé. Chờ sáng xem hoa anh, ok anh. Nói chung là hoa này sáng mai sẽ quay video lên cho các bác. Các bác cứ yên tâm nhé. Nhiều khi là cả nhà cứ ngồi tương tác dùm em tí đi các bác ơi. Hả? 10:03 rồi. Ủa, không trả lời câu hỏi đi, không biết trả lời câu hỏi này lại ở lại lớp. Chịu khó học đi, thứ 6 này thi rồi. Các bác ơi, các bác sư thần là làm gì, các bác comment ủng hộ giùm em Trâm nha. Còn dòng like thì chưa lên ta, đợi ngó quá nào. Lên tiếp nào, siêu phẩm dưa hấu đi các bác ơi. Có hình không gửi anh xem thử, like không thấy rõ Sơn Thủy Tiên. Anh ơi, bây giờ cái điện thoại em đang like rồi anh ơi, nên là em không gửi được mặt bông cho anh đâu. Ngày mai đi nha, ngày mai bông đợi em gửi cho. Đây ạ, bên rô dưa hấu đi các bác ơi, đẹp chưa, đẹp lung linh luôn này. Chỗ này bán tặng cho cả nhà đi, 850 thôi nhé. Ok bác anh, đen rô dưa hấu ạ, hoa siêu đẹp luôn. Đơn này bán cho các bác là 850 thôi ạ. Bình thường là một chậu đen rô dưa hấu là phải 1,3 triệu nhé. Nhưng mà chậu này bán tặng này, bán hoa này, đang có nụ luôn rồi. Cái này về các bác chăm mầm gốc đi để mình chơi hoa. Đen rô dưa hấu thì nó cũng rất là dễ ra hoa này. Đây nó đang ra rất là mầm, nhiều mầm hoa. Anh chị nào chốt được đen rô dưa hấu đơn này thì lên đơn này dùng em ạ. 850k chậu này. Đấy, anh trai nào thích dưa hấu thì ủng hộ em đen rô dưa hấu đi. Riêng mặt hoa đen rô dưa hấu thì hoa siêu đẹp rồi các bác ơi nha. Nên anh chị nào chốt được đen rô dưa hấu thì lên đơn đen rô dưa hấu thì dùm em ạ. Mặt hoa nó bền mà bông nó to, bông nó rất là đẹp ạ. Anh chị nào chốt được đơn dưa hấu thì lên đơn dưa hấu nha. Đây ạ, 850 chậu này ạ. Anh chị nào chốt được đơn này lên đơn ạ. Hôm qua lượng bán với chú kia bảo là chú kia là 850 rồi. Ai chốt được đơn này chốt cho nhà với em chân 850 nhé. Siêu đẹp siêu xinh ạ. 850 đơn này anh chị ơi, anh chị đang chốt được đơn này chốt cho nhiều bọn em trong 850 ạ. Đen rô dưa hấu đi anh chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Cô chú anh chị đang chốt được đơn này chốt dùm em ạ. Siêu đẹp ạ. Ok không ạ? Ai ok được đơn này thì lên đơn này nha. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. Đen rô dưa hấu á, siêu đẹp luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đen rô dưa hấu thì chốt nha. 850 triệu này. Em hỗ trợ bao ship nhanh ạ. Đây các bác nhìn rõ mặt bông chưa? Bông to nha, bông nó to và bông nó rất là đẹp này. Xong rồi. Cái kính gì kìa. Người gì mà
thông minh vậy đó. Ai chốt được đơn này chốt dùm em ạ, 850 đơn này. Đó, bác nào chốt được đơn này lên đơn này dùm em châm nhé. Các bác chốt đơn nào thì các bác cứ việc alo số điện thoại, hoặc là các bác có việc online, rồi các bác yêu thương được đơn nào các bác chốt đơn nhé, cả nhà nhé. Em lên tiếp đơn nữa đi ạ. Trời ơi, lên mà các bác không ai chốt thì nó buồn lắm luôn các bác ơi. Không chốt, không trả lời, không comment luôn. Giống như duyên trước chúng ta không lập lại nhau hay sao các bác nha. Của mấy cái chỗ Lan đưa cái đen đô ở góc kia đấy. Mình đánh luôn. Mình làm gì đánh em? Anh Bin không đi ngủ thì học bài tiếp nha. Không làm toán đi à? Anh Bin ra lấy sách vở rồi ôn tập bài toán trừ hai phép trừ đi. Học không học là Hoàng lại ở lại lớp tiếp. Nên nên rô vàng lá biên anh chị ơi, mời các bác ngắm mắt hoa nên rô vàng lá biên, cái cây rất là đẹp như thế này ạ. Ai yêu thương nồi chậm nên rô vàng lá biên này chút dùm em. Đơn này em bán đen rô vàng là biên, đơn này em bán cho các bác 270k, chậm này em bao ship nhanh nhé. Ai yêu thương được đen rô vàng là biên này thì lên đơn vàng là biên này dùm em ạ, 270 em bao ship nhanh. À, chú còn 700k thôi cháu, chú ơi con không bán được 700k chú Thanh Phan ơi. Con bán được giá nào là con bán được giá đó luôn chú ơi. Cắt luôn cái đầu ở trên này đi này. Nhìn thấy không? Đây ạ, cái tem dán tùm lum vừa lưa đây ạ. Chứ con cũng muốn bán giao lưu cho chú lắm luôn chú ạ. Nhưng mà nhiều khi bán vậy con lộ cả, con gái lộ quá. Lấy vô giá đã cao rồi chú ơi, cái dưa hấu này lấy vô giá nó cao lắm luôn á. Chứ phải là con gái không muốn bán đâu nha. Những hàng nào rẻ được, bớt được con sẽ bớt, con bớt tới tận cùng rồi ạ. Đó lên đơn này cho các bác của em sưu tầm nào. Đơn này là một đơn đen rô vàng là biên ạ. Biên trắng nhá. 270 đơn này ạ. Vậy thì tách thân đi ạ. Chú ơi đen rô dưa hấu này mà tách thân là không biết bán sao luôn á. Ở đây 1, 2, 3, 4 khóm. Tách sân thân thì sợ các chú về không thuần được thôi. Bốn khóm này thì tách thân thì nó cũng nằm 400.000 một thân rồi chú ạ. 400.000 một khóm nhé. Đây ạ, đây đen rô dưa hấu này. Để con tách thân thì nó sẽ mắc hơn khi cả nhà mua chậu nhé. Ví dụ chậu này là 900 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tách thân là các bác phải mua mắc hơn nhé. Ví dụ đây đúng không? Một khóm này, hai này, ba này, bốn khóm này. Bốn khóm này là phải bán cho các bác là 450 này. Đúng không ạ? Khóm này là 450 nha. Tách ra thì nó phải cao hơn đấy chú nhé. Nó không bằng giá một chậu đâu ạ. Bốn cái khóm này là 450 này. Đúng không ạ? Bốn cái khóm này này. Để cho chú xem này. Bốn cái khóm này là 450 này. Đó, chú ok thì con tách cho. Bốn khóm đen đôi dưa hấu này là 450. Còn ba cái khóm bên này này. Ba cái khóm bên này là 300. Nha, 300. Khóm bên này cho con, khóm bên này chỉ có hai khóm thôi. Hai khóm này thì là chẳng biết bao nhiêu đây. Tách ra nó phí mất cái chậu á. Sơn Thủy Tiên 300 em nhé. Dạ không ơi, Sơn Thủy Tiên không bán 300 được đâu. Bác Uy Đình Văn ơi, cái chậu to đùng 30 như vậy là 370 anh ơi. Em nói thật các bác ơi, các bác đừng trả giá em 70-80 nghìn, vài trăm nghìn em không bán được đâu nha. Ai chốt được đen rô lá biên này thì lên đơn đen rô lá biên này dùm em ạ. Đơn đen rô lá biên này bán cho các bác bao nhiêu ạ? Đơn này bán cho cả nhà 270 nhé. Đó, anh Uy Đình Văn ơi. Anh ơi, 300. Anh mà lấy 300 thì anh lấy cái chậu 250 là cái chậu nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Còn chậu đấy là chậu phi 30, chậu tóc phẩm rồi. Phải 370 mới bán được nha. Đây ạ. Đây, đen rô dưa hấu này này, cái cụm chỗ này là 400 nha. Nhưng mà khi tách ra là nhà vườn con không bao gồm phí ship luôn nha. 1, 2, 3, 4 này, 400 này. Cái cụm bên này là 300 này. Cái bên này cũng là 300 luôn. Ai chốt được đơn nào chốt thôi. Nếu mà tách ra thì nó phải cao hơn nha.
Tại vì tỷ lệ tách ra là cái thân của nó sẽ mất một cái trường tác phẩm đi rồi, nên cả nhà phải thuần lại, giá nó sẽ cao hơn. Chú Phan Thanh nhá, chú Phạm Thanh ạ, nên là chú lấy đơn nào thì chú lấy 400 hoặc 300 thì chú cứ nói con để con tách ra. Yên tâm là cái 400 này nó có mắt hoa rõ cho chú, nên là chú không phải lo nó sai một bông đâu nhé, các cô chú anh chị ạ. Đó, nếu mà bán được 300 thì sẽ bán 300, bán được 700, bán 700, chứ bán làm gì giá cao làm gì cả nhà ơi. Tại vì cái hàng này gọi là đâu phải là cái hàng, nhà con đâu phải là bán like mà bán kiểu giống như bán like kiểu giống như là phải mất tiền thuê cây đến đâu đúng không? Cho chú khóm 400k, ok chú Phan Thanh này, con để khóm này cho chú 400k. Anh ơi, anh thích cái khóm này giùm em với. Khóm này này. Đây. 400, 4 thân đấy. Chú Phan Thanh lên số điện thoại giùm con ạ. Chú Phạm Thanh lên số điện thoại giùm con đi ạ. Hả? Các chú phải chắc ăn lấy giùm con nha. Bom hàng con là bữa sau là con không chia sẻ những hàng độc cho các cô chú anh chị đâu nha. Khóm này ạ. 4 phân á. Ừ, đúng rồi. Chú Phạm Thanh lên số dùng con nè. Chú Phạm Thanh nhá. Phạm Thanh chứ. Phạm hay Phạm Phạm đây. Chú lên số dùng con nè. Đây anh Ủy Đình mang lên cho anh xem này cái chậu hoa, cái chậu sơn thủy tiên này nha. Em nói thật với anh, em bán 370, em bán ship mà bác còn trả giá em. Chả biết bán sao cho bác như này. Đây cái chậu này đẹp lung linh như thế này có 300 mà. 370k mà các bác trả giá em thì em chả biết bán làm sao luôn đấy. Chậu này chậu phi 30 nhé chị nhé, có 5 cái vòi bông này đẹp lung linh luôn ạ. Các bác ơi, em bán giá là giá rất là rẻ rồi, còn các bác nào mà mình muốn tự trả ship ấy, em bớt hẳn cho các bác 20.000 luôn đó. Em để các bác chậu này 350 các về các bác tự trả ship luôn nhé. Em nói thật sự luôn, em bán những cái đơn hàng như thế này gọi là em bán tặng các bác thôi ạ. Đây ạ, sơn thủy tiên đây ạ. Đấy, anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 370 mẹ bao ship và tiền ship đơn này hết 70k. Còn anh chị nào mà mình không muốn em hỗ trợ ship ấy, em để các bác 350 nhé. Tại vì thật sự luôn các bác ơi, em bán ở đây là bán gọi là bán chia sẻ cho cả nhà thôi nha. Đó, ok chưa? Đó, anh chị ơi, nó rất là đẹp luôn ạ. Chỉ có giá là 370 thôi anh chị ơi, sơn thủy tiên đẹp như thế này mới 370 mà em bao ship rồi. Mà các bác còn trả giá em nữa thì em nói thật với bác thôi. Em mà bán được 300 em bây giờ nói giá 300 để bán cho các bác, chứ em không bao giờ bán giá cao để làm gì cả nhà, thật sự luôn nhé. Nên anh Ủy Đình Văn, anh cứ nghiên cứu dùm em ạ. Nếu mà anh thích anh tự trả ship thì em sẽ miễn phí cho anh, em giảm luôn cho anh 20k, anh về trả ship cho em càng khỏe nha. Được. Đây là đơn của chú đây này chú ơi này. Đây của chú đây, đơn này khóm của chú 400 này. Có hoa, mặt hoa đàng hoàng nhé, mai con gửi luôn. Cảm ơn cháu đã chia sẻ giống cho chú. Giống chú thích. Dạ rồi, con cảm ơn chú ạ, không có gì chú ơi. Nói chung là kinh tế cả nhà khó khăn, ai cũng khó khăn thôi, nên là con cũng bán rẻ cho các bác thôi nhé. Đây, đơn này, ok cho chú này. Có vô chậu luôn không? Chú ơi, cái này là chú có vô chậu luôn không? Hay về nhà chú vô chậu nhé. Cái này nó đang đẻ được 2 mầm gốc nữa rồi này. Đây thêm một mầm gốc nữa, ba này đang nứt rồi ấy. Cái này đang nứt thêm nhiều mầm gốc nha. Ok chưa chú ơi, chú Phan Thanh nhé, chú lại chụp lại đơn dùng con, mai con gửi đơn luôn. Đó, chú có vô chậu thì con vô sơ sơ thôi. Mà về đành nào chú cũng vô chậu tác phẩm mà, chú không để chậu này đâu anh. Chú không lấy chậu đen đâu, mấy chú thích chậu to, chậu đẹp mà. Còn bác nào chưa có mắt hoa đen rô dưa hấu không là em tách luôn cho. Đây, còn hai cái khóm này là mỗi khóm 300.000, anh mua khóm nào thì mua nhé. Đây ạ. Bác nào mua khóm nào thì mua, em sẽ lên khóm ạ, để chú về chú tự ghép chậu. Ok chú, con cảm ơn chú ạ. Nói chung là đen rô dưa hấu đẹp các bác ơi. Mới nhức hết cả mũi, viêm mũi là cũng thành là có mũi luôn. Rồi anh chị nào chưa có mắt hoa đen rô dưa hấu thì chốt đơn nào. Bông to bông đẹp lắm luôn. Đây nha, em có hai khóm này em chia
rõ ràng hai khóm cho các bác xem. Đây rõ ràng hai khóm luôn cho cả nhà xem. Khỏi phải cột trọng này. Còn hai khóm này chú Phạm Thanh. Đây ạ. À. Khóm số 1 giùm em nha. Đây khóm số 1 này, 1 2 3 thân. 3 thân này là 300k. Ok chưa? 3 thân 300k. Khóm số 2 này giùm em cũng 3 thân. Đây đang lên vòng gốc luôn. Bán 300k luôn. Đó, ai mua khóm này thì mua. Còn ai mua nguyên chậu này thì em bán 600k. Đấy, bác nào mua nguyên chậu thì bán 600. Tách ra là phải bán giá vậy các bác nha. Ok chưa? 300.000 khóm này, khóm số 1, 300.000 khóm số 2. Anh chị nào chốt được Enro dưa hấu này thì chốt nha. 300.000 một khóm. Các bác nào chốt được khóm nào thì chốt. Các bác nha. Mặt hoa đây. Đây là cây nở chuẩn mặt bông rồi các bác ơi, khỏi phải lo là ừ bán sai mặt bông hay cái nọ cái kia các bác nha. Mặt bông cả nhà nhìn là cả nhà ưng là cả nhà mua thôi, đúng không ạ? Đó, anh chị nào chốt được đơn nào chốt, ok không? Mua cả chợ là 600. Ai biết mua kiểu gì thì em chiều kiểu đó cho các bác nha. Rồi cả nhà muốn sưu tầm đồng lan gì cả nhà comment lên cho em ạ. Cả nhà ơi, mùa này nhá, em lưu ý giùm em ạ. Mùa này cả nhà cố gắng là thuốc ốc sên giùm em châm nhá. Đau cổ quá. Anh ơi cho em cái bản tam bao sắc kia kìa. Nói vào đầu nó rực 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 rực. Chú xem chú đang xem bên ngoài rồi mà. Chú được xem bên ngoài rồi mà. Con cá ơi chú này. Nói chung là Enro dưa hấu là các bác nào cứ đi hỗ trợ Enro vừa rồi là thấy hết là mặt hoa nó đẹp lung linh luôn á. Rồi em lên đây này các bác ơi. Giá hương tam bảo sắc đi, bờ này đẹp lắm luôn này. Ai chốt được bờ giá hương tam bảo sắc này đang nụ ạ. Cây đã thuần rồi anh chị nhá, hàng này về các bác chỉ việc chơi hoa thôi. Em bán bảng này cho các bác là 160 em bao ship ạ. Dáng hương tan bảo sắc đơn này 160 nhá. Em bao ship nhanh đơn luôn đơn này cho các bác của em sưu tập. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này giùm em. 160 đơn dáng hương tan bảo sắc này. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này giùm em ạ. 160 ạ. Ủa cái chậu kiểu trắng đâu ta. 160 đơn này anh chị ơi, anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. Dáng hương tam bảo sắc 160 ạ. Các anh chị ở coi ở bên TikTok các bác tương tác bài dùm nhà vườn em châm phát nha. Bác nào TikTok, bên TikTok bác nào tương tác bài đông nhiều nhất nhá, em sẽ tặng cho các bác một giỏ lan các bác ơi. Các bác tha hồ tương tác thả tim bài dùm em châm nha. Các bác ở YouTube cũng vậy nha. Các bác ơi, các bác chịu khó tương tác bài đông đông lên dùm em ạ. Như em sẽ gọi là đăng ký nhiều á thì em sẽ cố gắng là kênh càng nhiều đăng ký thì em sẽ nhanh chơi game cho các bác, nên các bác cố gắng là đăng ký thật là nhiều để cho em sẽ được lên game thường ngày cho cả nhà nhé. Ai chốt được đơn này chốt cho em ạ. Giá hương tam bảo sắc 160 em bao ship ạ. Giá bao thị trường luôn. Anh chị nào yêu thương được đơn này thì lên đơn này ạ. Cảm ơn chú Phạm Thanh đã yêu thương ủng hộ con gái nha, cảm ơn chú ạ. Nói chung là cái mặt bông này nó đẹp. Mặt bông đẹp thì cả nhà mua chơi nó thích nhá. Con nói thật sự là dưa hấu ấy, năm ngoái mà con chỉ được sở hữu được một chậu thôi, cái chậu đen rô trắng, quên cái chậu kiều trắng thôi mà. Đâu phải chậu nhạc đâu. Kiều trắng đâu. Chắc ở ngoài kia ở đây là mình chỉ có thấy chậu kiều trắng nào. Kia kìa, góc kia kìa, đó. Đây là bác nào sưu tầm dòng lan gì ủng hộ em nhé. Trời ơi hôm nay ế vậy ta. Hôm nay mới được có đơn hai đơn vậy trời. Em lên kiều trắng 3 anh chị nhá. Kiều trắng 3 dùm em ạ. Chỗ này em bán bằng giá ngày hôm qua 279 cũng ship dùm em ạ. Em bán thật sự là cái giá này giá rất là rẻ. 279 đơn kiều trắng 3 này dùm em châm nhé. 279 dùm em ạ. Kiều trắng 3 anh chị nào chốt được đơn kiều trắng 3 đơn này thì lên đơn ạ. Đơn này thì nó đang sưng mắt nụ nhé. Đang sưng mắt nụ nha các bác nhá. Hàng này là hàng Thái chứ không có hàng Việt đâu nhá. Hàng Việt thì một chậu bé bé là các bác phải mua cũng khoảng chục triệu nhá. Tại vì ngày xưa là một thân của nó đã 2-3 triệu một thân rồi. Người ta toàn bán mua 7 triệu thì bây giờ nó lên 30 mấy 40 thân nó phải chục triệu nhá. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ. Đơn này em bán cho các bác giá bao nhiêu ạ? Các bác ơi, các bác coi bài like, các bác bài like dùm nhiều vườn em phát được không cả nhà?
Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. 279 đơn này, anh chị nào chốt được đơn kiều trắng 3 thì lên đơn kiều trắng 3 này dùm em ạ. 279 đơn này, 279 đơn này các bác ơi. Các cô, các chú, anh chị nào siêu tầm được dòng lan này thì lên đơn này dùm em ạ. 279 đơn này, em bao gồm, chưa bao gồm phí ship nha, sorry các bác nha. Đơn này chị nào chốt được đơn này lên đơn này dùm em ạ. 279 ạ, siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh ạ. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này lên đơn này 279 ạ, cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nhá. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em trong 279 ạ. Các bác ơi, các bác có bài like, tương tác bài like dùm em chấm phát nào. Cả nhà ơi, trời ơi, các anh chị ở bên vườn lan Đồng Trâm ơi, các anh chị tương tác bài like dùm em chấm phát đi các bác ơi. Sao các bác ngồi im du vậy các bác? Chào bác Đoàn Minh Hải, cảm ơn bác đã vô coi like. Các bác vô coi like, tương tác bài like dùm nhà vườn em phát đi. Chào cả nhà nha. Cả nhà tương tác bài like dùm em ạ. Rồi em lên tiếp đi. Các bác ơi, các bác muốn em lên dòng gì nữa đi ạ? Em lên Hoàng Thảo Chim Lửa nhé, 260k nhé. Hoàng Thảo Chim Lửa dùm em ạ, 260 đơn này. Ai yêu thương được đơn Hoàng Thảo Chim Lửa này chốt dùm em ạ, 260. Hoa nó màu cam, hoa rất là đẹp. Hoàng Thảo Chim Lửa dùm em ạ, 260 đơn này. Em hỗ trợ bao ship luôn nhé. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em Hoàng Thảo Chim Lửa 260 đơn này. Các cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này Hoàng Thảo Chim Lửa 260 nhé. Đó, em bao ship luôn. Hoa rất là đẹp luôn. Anh chị nào chốt được đơn Hoàng Thảo Chim Lửa này thì lên đơn này dùm em ạ. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đơn Hoàng Thảo Chim Lửa này thì lên đơn 260 ạ. Bây giờ các bác coi like là coi like trong âm thầm mà ta. Không bác nào tương tác luôn thì coi like trong âm thầm hả cả nhà? Cả nhà ơi, cả nhà đang coi like của nhà vườn em thì em mời các bác tương tác bài like dùm nhà vườn em với. Em cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Rồi lên kiều vuông lộc bắc đó này, đẹp chưa này? Hoa là màu trắng hoặc vàng, hoa rất là xinh. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này. Kiều vuông lộc bắc đơn này bán cho các bác là 170 đơn này. Anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lộc bắc này chốt dùm em ạ, 170 đơn này. Kiều vuông lục bắc nhé, 170. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì chốt đơn này dùm em ạ. Kiều vuông lục bắc chữ to chữ đẹp như thế này 170 em bao ship nhanh. Ai chốt được đơn này chốt cho em ạ, 170 em bao ship nhanh nhé. Kiều vuông lục bắc ạ, cây rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này 170 em bao ship nhanh đơn này cho các bác luôn. Bác nào siêu tầm được đơn này thì lên đơn này dùm nhà vườn em ạ, 170 em bao ship nhanh đơn này nhé các bác nhé. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh ạ. Em mời các bác lên like thì chịu khó tương tác bài like dùm nhà vườn em phát nhé. Các bác ơi, các bác coi like thì các bác chịu khó tương tác bài like dùm nhà vườn em chấm phát ạ. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác vô các bác comment đi ạ. Cả nhà muốn sưu tầm dòng lan gì thì cả nhà cứ việc comment lên dùm em nhé. Đơn này ạ, 170, anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lục bắc này chốt dùm nhà vườn em nhé, 170. Cái rất là đẹp luôn, cực kỳ xinh luôn. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này. Rồi, trầm tím rừng anh chị ơi, trầm tím rừng đơn này bán 120 thôi này. Đang hoa, đang rất là đẹp như thế này. Trầm tím rừng dùng em ạ, 120 đơn này. Ok không ạ? Trà Bắc Hoàng Sơn Trần này. Chậu có cây to là cây gì đấy? Chậu có cây to là cây gì vậy em? Chậu có cây to là chậu gì ta? À, chậu có cây to là chậu Sơn Thủy Tiên Bắc Hoàng Sơn Trần ơi, Sơn Thủy Tiên ạ. Là Sơn Thủy Tiên Bắc Hoàng Sơn Trần nên để em lên cho ạ. Trầm rừng đó này, anh chị nào chốt được đơn trầm rừng này chốt cho em 120 nhá. Em bao ship nhanh cho anh chị ạ, trầm rừng bông tím ạ. Hoa cực kỳ thơm luôn, riêng trầm rừng hoa siêu thơm luôn ạ. Ai chốt được đơn trầm rừng này chốt dùm em ạ. 120 đơn này, em bao ship nhá, 120 ạ.
Bác Hoàng, Sơn Trần đây này. Chậu mà có cây to đúng không? Là cây gì ạ? Cây này là cây Sơn Thị Thiên bác ơi. Các bác ơi, các bác lỡ làm mà các bác trả giá em tội nghiệp em không? Em lên đây Sơn Thủy Tiên này, trời ơi, cây cối, cây củ to, chậu to, đang nụ luôn nhé, Sơn Thủy Tiên dùm em ạ. Ai chứ được đơn Sơn Thủy Tiên này chất dùm em ạ, 370 luôn này. Sơn Thủy Tiên nhé, 370 luôn này, anh chị nào yêu thương được đơn Sơn Thủy Tiên này, lên đơn Sơn Thủy Tiên này dùm em ạ, 370. Siêu rẻ, siêu đẹp luôn này, đó anh chị nào chất được đơn này thì lên đơn này. Sơn Thủy Tiên 370. Giá siêu siêu rẻ, siêu siêu xinh luôn ạ. Anh chị nào chất lượng đơn Sơn Thủy Tiên này, lên đơn Sơn Thủy Tiên này dùm em 370. Quá trời rẻ đẹp luôn. Ai chất lượng đơn này thì lên đơn này. Ủa anh ơi, hôm bữa mình có miếng lũa nào không ta? Tính mạnh, tính nữa gọi mình chụp hình cho anh Trung. Anh Trung có hộp đơn được thì gục luôn chứ. Hay mai vẫn còn vô coi. Nếu mà được nhiều thì phải lấy được chứ. Hả? Đơn này dùm em nha. Sơn Thủy Tiên này, anh chị nào chốt được em Sơn Thủy Tiên siêu nụ này thì lên đơn này dùm em ạ, cực kỳ nhiều nụ ạ. Ai yêu chốt được đơn này lên đơn này 370 đơn này, ok không ạ? Không ơi này, Sơn Thủy Tiên đẹp vậy mong bác nào chốt này, bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp số điện thoại dùm em nhé, số dùm em ạ. Ôi trời ơi, hôm nay kênh Việt Lan Đồng Trâm là các bác ngồi im ru, không ai tương tác luôn. Ngồi mà đến sợ luôn các bác ơi, ngồi tới hoang mang luôn các bác. Các bác cứ ngồi im vậy làm gì nhờ? Các bác ơi, các bác tương tác bài like dùm nhà vườn em phát nha. Chứ bây giờ đông người coi mà các bác không tương tác em chẳng biết lên làm gì, nó buồn lắm luôn các bác ơi. Lên tiếp chậu hoàng hậu xanh nụ này, đẹp lung linh này các bác ơi. Hoàng hậu xanh nụ đẹp như thế này bán cho các bác 230 đi. Anh chị nào chốt được đơn hoàng hậu xanh nụ này chốt cho em 230 đơn này nha. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ, 230 triệu hoàng hậu xanh này. Cô chú anh chị nào chốt được đơn hoàng hậu xanh này thì lên đơn hoàng hậu xanh này dùm em ạ, 230 đơn này. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này nhé, hoàng hậu xanh. Hoa nó màu xanh mà hoa nó rất là đẹp luôn anh chị nhé. Cây chậu này thì được năm củ và bông nó rất là xinh ạ. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này, hoàng hậu xanh 230. Em hỗ trợ bao ship nhanh, anh chị nào chốt được đơn này thì chốt giùm em ạ. Bác à... cây này là cây hoàng hậu xanh nhé bác Lan ơi. Bác Ma Lan La ơi. Đây cây này cây hoàng hậu xanh anh bác nhé. Hoa lan này là hoa lan hoàng hậu xanh, bông nó sẽ là màu xanh anh chị ơi, đang có một vài bông ạ. Chậu này là 230, em bao ship nhanh. Anh chị nào chốt được đơn này chốt dùm em ạ. Hoàng hậu xanh 230, em bao ship nhanh nhé. Ai chốt được đơn này thì chốt dùm em ạ. Đang có bông, đang có nụ rồi anh chị nhé. Bông nó sẽ là màu xanh lá như thế này này. Đó, các bác thấy không ạ? Cái búp nó màu xanh như thế này. Cây nó cũng vi trang lá màu xanh như vậy nhé. Ai chốt được đơn này chốt dùm em ạ. Cái cây này thì nó rất là khỏe rồi nhé. Cô chú anh chị nào siêu tầm được đơn này thì lên đơn này, hoàng hậu xanh 230 đơn này. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này 230, em đã hỗ trợ bao ship nhanh luôn cho toàn thể các bác rồi nhá. Lên anh chị nào yêu thương được đơn này thì chốt đơn này dùm em ạ. Đó, 230 hoàng hậu xanh, hoa nó màu xanh, xanh như thế này luôn này. Ok chưa? Một cái bảo bông nha. Cái chậu này thì nó sẽ được 5 củ anh chị ơi, bản là to. Ai chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này, 5 củ bản là to, hoàng hậu xanh nha. Ai chốt đơn này thì ghi dùm em là chốt 230. Các bác ơi, các bác online chịu khó tương tác bài like dùm nhà vườn em phát đấy, đúng không ạ? Nhiều khi con like mà ngồi im du vậy là em không biết lên dòng gì luôn á. Cả nhà ngồi im du vậy là em trông không biết lên dòng gì luôn các bác ạ. Một cái sự hoang mang tột độ các bác nha. Cho chị miếng băng keo đi Phương. Một sự hoang mang tuyệt độ luôn các bác ơi. Nên các bác sưu tầm dòng lan gì các bác cứ bảo giùm em ạ. Rồi cho chị cái ổ cắm biển chỗ kia đây, chị cắm biển điện thoại hết pin rồi.
Ủa. Ok, cảm ơn bác Trung Nguyễn. Cái ổ cắm pin ở cái đây này, cái cục sạc với thay. Bên điện thoại bên này, cái pin rồi. Các bác ở bên vườn lan Đồng Trâm hôm nay cũng không tương tác gì luôn. Bác nào sưu tầm dòng lan gì không, các bác comment ủng hộ dùng nhà vườn em nha. Cả nhà ơi, cả nhà sưu tầm dòng lan gì không, cả nhà comment ủng hộ dùng em với nhé các bác nha. Rồi lên tiếp bên nữa đi cho cả nhà của em sưu tầm. Kiều tím yên tử này, anh chị nào chốt hộ đơn kiều tím yên tử này, chốt đơn này cho em 300 ạ. Kiều tím đơn yên tử đơn này 300 nha. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùng em ạ, 300 đơn này. Sao mà cái tên này nó cứ hở hàm ếch ra vậy trời. Thế cho chị cũng gọi mang keo bỏ vào đây không? Cả nhà ơi, cả nhà sưu tầm dòng lan thì cả nhà có mang ủng hộ dùm em trong phát đi ạ. Ủa gì mà mình lưu cái gì đây? Em không tải gì đâu các bác. Khổ ghê. Đơn này dùm em ạ. Kiều tím yên tử đơn này em bán cho các bác 300 này. Anh chị nào chốt được đơn kiều tím yên tử này chốt dùm em ạ, 300 đơn này thôi nhé. Cây rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đơn kiều tím yên tử này lên đơn này dùm em ạ, 300 triệu này. Anh chị ơi, anh chị coi like thì anh chị chấm bài dùm em chấm phát nha các bác nha. Mình coi like mình cũng ngồi in du vậy để làm gì các bác nha. Em không biết là các bác sự thích sự tầm là gì đâu ạ. Em lên một triệu kiều vuông và bác đẹp này. Bản lá rất là xinh luôn ạ. Ai chốt được đơn kiều vuông lợn bắc bản lá đẹp như thế này, bán đơn này cho các bác là 300 triệu này. Bao ship nhanh cái này. Cây này thì nó đang sưng mắt nụ rồi anh chị nhé. Đang bắt đầu sưng mắt nụ lại rồi anh chị nhé. Chậu này nó cứ được khoảng gần cái 10 vòi bông để cho các bác chơi. Anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lợn bắc này chốt dùm em ạ, 300 đơn này bao ship nhanh nhé. Cô chú anh chị nào yêu thương được đơn này thì lên đơn này, 300 đơn này bao ship nhanh. Đó cô chú anh chị nào chốt được đơn kiều vuông lợn bắc này thì lên đơn kiều vuông lợn bắc này nha. 300 cho đơn kiểu vuông lợn bắc này em bao ship nhanh luôn cho cả nhà. Cả nhà yêu thương được đơn này thì lên đơn này nha các bác nha. Đó, các anh chị nào thích siêu tầm dòng lan gì thì mời các bác lên đơn. Và các bác có thể chấm bài tương các bài lan dùng nhà vườn em. Cảm ơn bác, các bác đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ nhà vườn em nha. Đơn này dùm em ạ, 300 đơn này bao ship nhanh. Anh chị nào chốt được đơn này lên đơn này, 300. Siêu đẹp, siêu xinh ạ. Cô chú anh chị nào lên được đơn này thì lên nhé. Giá rất là rẻ đẹp rồi anh chị ơi, 300 đơn này. Ai chốt được đơn kiều vuông lợn bắc này chốt dùm em ạ. Bác Hiếu Phạm Xuân ơi, cái chậu này á thì nó bắt đầu sưng mắt nụ thôi anh chị ơi nhé. Bắt đầu sưng nụ lại thôi ạ. 1 này, 2 này, 3 này. Nói chung là bắt đầu sưng mắt nụ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đang sưng lại rồi anh ơi. 6 này. Đang sưng lại được 7 cái mắt nụ anh ạ. Anh Hiếu Phạm Xuân ạ. Kiều vuông lợn bắc này đang có nụ nhá. Đang sưng mắt nụ như thế này này các bác này. Cái mắt kiều này. Đây này em cho các bác xem này. Ok chưa? Mắt nó nụ như thế này rồi. Về các bác chỉ khó tưới nước dùm em nhé. Về cả nhà chỉ khó tưới nước là nó sẽ ra cho cả nhà 7 cái vòi bông nụ đẹp thôi nhé.
Ai chốt được đơn này chốt dùm em ạ. 300 đang có mắt nụ rồi anh ạ. Anh chị nào chốt được đơn kiểu vuông lục bắc này chốt cho em 300. Giá rất là rẻ, rất là đẹp luôn nha. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này 300 đơn này. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh ạ. Anh chị nào chốt được đơn nào thì lên đơn 300 này thôi. Quá rẻ, quá đẹp luôn rồi nha. Ai yêu thương được đơn này lên đơn. Bác Hiếu Phạm Xuân ơi, anh có chốt được chợ Kiều này không ạ? Chợ này rất là đẹp luôn anh ơi. Với giá cho anh là 300 mà em còn bao ship rồi ạ. Nếu anh chị mà thích nụ nữa thì anh chị có thể mua Sơn Thủy Tiên. Anh ơi, em nói thật với anh Hiếu Phạm Xuân này, em không bán khách giá anh trai ạ. Em nói thật sự luôn nhé, một đơn này tiền ship nó hết 50.000 rồi ạ nha. Nhưng mà em không cộng tiền ship vào đây đâu chị ơi. Chậu này em chỉ bán cho các bác là 300 một chậu kiều vuông lục bắc rất là đẹp như thế này thôi nha. Mà em còn hỗ trợ bao ship nhanh được, các anh chị ơi đừng trả giá em, tội nghiệp em nhé. Nói thật luôn, một đơn hàng đâu lời được 50.000 đâu mà các bác bớt em 50.000, tội nghiệp em gái nhé. Đơn này 300 em bao ship cho nha. Em không cộng tiền ship vào đâu, ví dụ như chậu này các bác phải mua 350-400. Các bác đi shop khác cũng vậy nhé. Nhưng em chỉ bán cho các bác chậu này 300 thôi. Em bao ship rồi ạ. Nên anh Hiếu Phạm Xuân anh có yêu thương được thì anh ủng hộ ạ. Ngày trước bán một đơn hàng lời vài triệu, vài trăm nghìn là chuyện bình thường. Nhưng mà giờ không có đâu các bác ơi nha. Thật sự luôn, ngày mà chưa có người bán lan thì mình lấy lan cao thật. Nhưng mà bán được giá rất là cao luôn. Đó, nở được nhiều chứ bây giờ không được đâu các bác ơi nha. Bây giờ gọi là túc tắc, ngày một đơn kiếm 20-30 nghìn mà các bác mất em 50 nghìn, không biết em lấy tiền đâu em bù vô ấy. anh Hiếu Phạm Xuân ạ, à, anh có yêu thương được thì anh ủng hộ nhé. Chậu này 300 dùm em ạ, à, bản lá đẹp ạ. À. Chứ còn bây giờ mà anh bớt em hẳn 50 nghìn là em không biết là em lấy đâu em bù vô luôn anh ơi. Cả tiền bao ship nữa thì chết em luôn á. Nên anh chị chốt được đơn này chốt dùm em. Chứ không phải là em không bán đâu. Các bác ơi, các bác phải nghe rõ dùm em này. Thứ nhất, em nói lại một lần nữa nhé. Bác nào cảm thấy là mình yêu thương được thì mình ủng hộ. Thứ nhất là em bán kênh nhà là em không mất một khoản thuê kênh rồi. Nếu mà em mất thuê kênh đúng không ạ? Một tháng em mất 3-4 triệu ấy. Thì một ngày em đã mất 150 rồi. Nên là tất cả cái dầu giò lan của các bác mua ấy, nó sẽ mắc hơn nhé. Ok chưa ạ? Thứ hai là kênh nhà thì kênh nhà mà em tự đi lấy được, em không phải qua tay á, thì là em nó rẻ hơn cho các bác được. Ví dụ qua hai tay đúng không, nó cũng phải hết 50-60 nghìn được nhá các bác nhá, cả tiền xe nữa. Nên là các bác không cản dùng em ạ. Em bán chuyển giá anh chị nhá, và em đã không hùng bao gồm thì ship rồi. Nên là các bác yêu thương được thì ủng hộ dùng nhà vườn em cho, là em rất cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Nhưng mà ở đây là em thiếu mất cái sự tương tác của các bác, nên là em mong các bác tương tác vài like dùng nhà vườn em. Một nút tương tác thôi anh chị nhá, em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Ok không ạ? Chứ bây giờ nếu mà bán được 250 thì em sẽ bán 250 cho các bác, chứ em không nói nhiều đâu. Không phải bán giá cao làm gì các bác ơi, đúng không? Bán được giá nào thì bán đúng giá đó đúng không? Tự nhiên mình nói giá khách làm gì, để cho khách trả xuống làm mất cái thị quan đi nhá. Rồi em đen rô Úc này, chỉ một chậu đen rô Úc đẹp xinh như thế này. Cô chú anh chị nào chốt được đơn đen rô Úc vừa đẹp vừa xinh như thế này thì chốt đơn này dùm em ạ. Đen rô Úc nha, em bán đơn này cho cả nhà 100 thôi, em chưa bao gồm phí ship dùm em ạ. Đen rô Úc ạ, 100 đơn này. Cô chú anh chị nào chốt được đơn đen rô Úc này thì lên đơn đen rô Úc này dùm em 100 chậu này thôi. Cái rất là đẹp và cực kỳ xinh nhá. Cô chú anh chị nào chốt được đơn đen rô Úc này thì lên đơn đen rô Úc này dùm em 100 ạ. Ok không ạ? Chậm lá viên vàng anh chị ơi, chậm này đang nụ này. Ai yêu thương được đơn viên vàng này đang nụ, em bán đơn này cho các bác với giá cho em là 40k chậm này thôi. Chậm viên vàng đang nụ nha, 40k. Ai chốt được đơn chậm viên vàng đang nụ này chốt dùm em. 40k này là chưa cộng dùng em châm phí ship nha, em chưa bao gồm phí ship nha anh chị nhá. Chậm viên vàng 40k, anh chị nào chốt được đơn chậm viên vàng này chốt cho em 40k, đang nụ, đang hoa cho cả nhà của em chơi. Ai cô chú anh chị nào chốt được đơn chậm viên vàng này chốt dùm em ạ. 40k đơn chậm viên vàng rồi, hoa rất là đẹp nha. Đây, anh chị nào chốt được chậm này thì chốt nha. 40k thì em nói thật cái giá này gọi là giá siêu sập rồi các bác nha. Giá rất là ok rồi. Ai yêu thương được đơn nào thì lên đơn nha. Các bác ơi, các bác sưu tầm nào lan gì thì các bác comment lên dùm em châm nhá. Em cố gắng em like tới 11 giờ em sẽ nghỉ nhá. Còn khoảng 19 phút nữa. Nên là cả nhà thích sưu tầm nào lan gì thì các bác cứ việc comment ủng hộ dùm em nha.
Hà My nay nhắn tin vô đây hay sao mà không thấy chậm lời với Hà My. Em lên lại Dendro dưa hấu cho các bác của em sưu tầm này. Đây, nguyên một chậm Dendro dưa hấu này, bác nào chốt được đơn này chốt nhé. Chậm này thì em bán cho các bác 600k, chậm này thôi Dendro dưa hấu á, nguyên chậm Dendro dưa hấu này 600k. Em sẽ chia thành hai khóm này. Đây, một khóm như thế này. Khóm như thế này em bán 300. Hổ. Hổ cái gì ta? Đơn này 300 nha, khóm ba cái thân này em bán 300 cho các bác này, Dendro dưa hấu nha. Khóm số 1 300, khóm số 2 300. Bác nào thích khóm nào thì khóm nha, khóm này thì nó đang còn lên chi tiếp đây. Đang lên chi, đang lên mầm gốc. Đó, anh chị nào chốt khóm nào thì chốt nha, Dendro dưa hấu á. 300.000 một khóm, 3 thân. Anh chị nào thích mấy khóm thì cứ việc comment cho em, nghĩa là 100.000 một thân đấy, thân to thân nhỏ tính đều như nhau. Anh chị nào chốt được khóm nào thì chốt này. Thế bác nào chốt nhanh tay thì chốt được ba cái khóm dài đẹp này này. Đó, ok chưa? Ba cái giá khóm, ba cái khóm dài đẹp này thì em bán cho các bác là 300k, 300 nhá. Còn ba cái khóm nhỏ nhỏ này cũng bán là 300. Anh chị nào chốt được chậu nào, đơn nào thì chốt nha. Đó, còn lấy nguyên chậu là 600 dùm em ạ. Dendro dưa hấu của nó rất là đẹp. Cái này tách ra thì giá nó cao hơn khi các bác mua nguyên chậu nhá. Tại vì cái chậu này là em bán tri ân, bán tặng các bác với được giá rẻ như thế này thôi. Chứ bình thường nó không được giá rẻ như thế này đâu cả nhà nhé. Bình thường giá nó phải cao hơn rất là nhiều ạ. Nên anh chị nào siêu tầm được dòng lan gì thì các bác cứ việc comment dùng nhà vườn em ạ. Ủa các bác online mà các bác không bắt nào chấm bài dùng em phát được không ạ? Các anh chị ơi, mình thích siêu tầm dòng lan gì mình lên đơn nhé. Lên tiếp cho các bác đơn nữa đi nào. Trời ơi, lan còn bao lan rất ngát luôn mà. Mà lên ít hàng cho cả nhà thì cả nhà lại kêu sao lại lên có một vài chậu mà lên nhiều. Các bác nào không cần gì đâu, em biết em lên hàng gì đâu các bác. Lên đơn em nào, em xin lỗi đơn đê, lên đơn đôi cáo này chị ơi, cáo đi ạ. Ba con cáo này đẹp lắm luôn này, đang có ba vòi bông nụ. Anh chị nào chốt được đơn này chốt dùm em ạ. Đơn này em bán cho các bác đơn này nhé, với giá cho em là 350, chỗ này em bao ship nhanh, đuôi cáo á, 350 em bao ship nhanh nhé. Ai chốt được đơn đuôi cáo này thì lên đơn đuôi cáo này dùm em ạ, 350 đơn này em bao ship nhanh. Giá nó bao gồm phí ship rồi nhé. Cô chú ấy chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em, giá hương đuôi cáo á, 350 đơn này em bao ship nhanh, có 3 vòi bông nhé. Cô chú ấy chị nào chốt được đơn này chốt cho em ạ. Thân thì bản lá nó cực kỳ đẹp luôn. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này. Cây rất là đẹp, rất là xinh luôn nhé. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này, 350 triệu cáo này. Ai chốt được đơn cáo này thì lên đơn cáo này nhé. Cây nó rất là xinh ạ. Bản lá to, ba con lá xếp, có một con lá bích chỉ thiên. Cây rất là xinh, cây rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này, 350 đơn này. Em hỗ trợ báo ship nhanh. Ai yêu thương được đơn này thì lên đơn này nhé, 350. Em báo ship nhanh đơn này. Đó, bác nào chốt được đơn này thì lên đơn này, 350 em bán ship nhanh. Mặt mình lại bị rớt mạng luôn, hết mạng rồi thì bác ơi. Đi ngủ chưa? Thời ba. Ngủ đến đây rồi, ngủ ạ. Ba ơi ba nha. Con là ba ơi ba. Con em là ba ơi ba các bác ạ. Các bác nào sưu tầm dòng lan gì đúng không ạ? Cho bác kho nhà bóc chào các bác nha. Chào toàn thể cả nhà. Bác online chúng ta bài like dùm nhẹ vườn em phát nha. Các anh chị ơi, chị siêu tầm đồng lan gì, anh chị comment lên dùng nhà vườn em đi ạ. Rồi em lên tiếp nào, lên cho cả nhà mã tri ân đi nào.
Trời ơi, panda đi chị ơi, panda là xếp này. Chỗ này em bán cho các bác là panda là xếp hàng rừng cây rất là đẹp như thế này nha. Em bán đơn này cho cả nhà là 170 đơn này thôi ạ. Panda là xếp. Panda là xếp dùm em ạ, 170, chỗ này em bao ship nhanh. Hàng này là hàng màu nâu sô cô la nha, anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em. Panda là xếp 170 đơn này em bao ship nhanh. Ai chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em ạ, 170 em bao ship nhanh. Panda là xếp. Em lên là sơn thủy tiên mắt đen. Em sẽ lên mã cho các bác. Em lên một loạt hàng nữa được, bác nào chốt được đơn nào chốt nhé. Sơn thủy tiên mắt đen dùm em ạ. Cây rất là đẹp như thế này này. Ok chưa? Sơn thủy tiên mắt đen nha. Anh chị nào chốt được đơn sơn thủy tiên mắt đen này chốt dùm em ạ. 1.1 triệu chỗ này nhá. Em lấy mã cho các bác từ đầu là mã này là sẽ là mã số 1. Ai chốt được mã số 1 thì lên đơn mã số 1 dùm em. Sơn thủy tiên mắt đen mã số 1 nhé. Ai chốt được đơn số 1 thì lên đơn số 1 nhé. Sơn thủy tiên mắt đen số 2. Chỗ này em bán cho các bác là vừa nãy em bảo là 800 hay 900 thôi. Có hai vài bông đẹp như thế này này, em bán cho các bác 900 nhé. Ai chốt được chỗ số 2 này thì lên đơn số 2 này dùm em ạ, 900k. Siêu rẻ, siêu đẹp, siêu xinh ạ. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em 900k. Số 3 dùm em ạ, là một đơn hoàng thảo chim lửa. Anh chị nào chốt được đơn hoàng thảo chim lửa đơn này thì lên đơn này dùm nhà vườn em. Đơn này em bán cho các bác, đơn này với giá cho em là 260. Hoàng thảo chim lửa 260 đơn này nhé. Anh chị nào chốt được đơn này thì lên đơn này dùm em 260. Thấy rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. Bác ở vườn lan đồng cho em xin phép xuống like nhé. Xin chào cả nhà.